kéo ra luôn mà. Chờ mấy con cắt đứt cái bao luôn. Em bán hàng Quảng Châu cái nào nó cũng lỗ lồi lồn quá mấy chị nha. Mấy chị coi vào
hàng rồi không lấy á, hoặc là kiểm tra hàng rồi mà trả 20.000 ship á, hoặc là kiểm tra hàng rồi trả 30.000 ship á, thì có thể làm ơn đừng có mua hàng nhà em nữa cũng được, không sao hết. Và em ấy lồi lồn cũng được, không sao. Rồi áo 70.000 cá hai màu nè chị, cá hai màu, cá trái tim với cái con thỏ nè. Rồi chị Nguyễn Tâm hai áo 70.400 của chị Nguyễn Tâm. Rồi còn một áo của chị Nguyễn Hồng Hạnh, vải đẹp lắm nha, thông báo là vải rất là đẹp. Rồi còn một áo của Nguyễn Hồng Hạnh, hàng trẻ của Trà My. Rồi hàng trẻ, thôi hàng trẻ đi. Rồi một áo của chị Mai Nguyễn, con áo của chị Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Hồng Hạnh 70.000. Nay lai sớm, nay lai sớm của ta đó vô kẹo nữa, vô kẹo nữa. Ha, kẹo nữa. Liệu nha, liệu hồn á. Ha. Liệu hồn cho tính nóng giả công cao lắm nha. Đừng ai nói gì hết trơn á. Nãy con lấy nước dừa dạ khui hàng bom nha. Nào bán nào tặng. Tại vì trước sau cũng đổ nọ nên nào bán nào tặng hết luôn như yêu yêu. Rồi bộ này size XL, bộ này là sale là mấy má trúng mắm. Chị nào 65 đến 75 kg em sale cho bộ này. 65 đến 75 kg xả cho 150. 240 xả cho 150, bộ này cái áo xinh lắm. 65 đến 75 kg xả cho 150, bộ này cái áo xinh cực kỳ nha. À em thông báo nhẹ thôi, bộ này áo xinh lắm. À. Ừ vậy chờ tặng chị chơi đi nha chị. Nha chị chơi đi, chị quỷ chị ma chị đi Vũng Tàu chị không rủ ai hết trơn á nè. Bộ này 65 đến 75 kg. Xả 150 ngàn. Ôi sao hôm nay chị like sao nó không thông báo. Nhắn tin kiến nghị Facebook liền. À, thật sự là bộ này là 70 đến 80 kg á. Mà em trừ hao ngược lại với mấy chị nha. Em trừ hao ngược lại với mấy chị ha. Rồi đây 65 đến 75 kg mà bộ này mặc đẹp lắm. Mấy bữa em hay mặc cái bộ đen em ngồi em like. Rồi chị nào chốt bộ này 150 chốt giùm em nha. Không chốt em để dành em mặc đó mấy chị à. Nè xếp lại xem. Xả 150 nha. Chị nào chốt mã xả thì chốt giùm em 150 của chị Hương Thùy nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Thằng Dung sao. Thằng Dung nãy đâu rồi, để chút nó bỏ con 44 này vô nè. Dưới chỗ em nơi đây có mồi ngon. Em cứ nhậu thoải mái có tỉnh ăn giàu. Hai cái con áo đá xả cho mấy chị 90 ngàn. 60 đến 80 ký áo đá hàng thái nha. Rồi áo này mà xả cho mấy chị 90 ngàn là mấy chị trúng mánh dữ dằn luôn. Xả 90 ngàn áo đá vàng. Và xả 90 ngàn áo đá đỏ. Coi còn áo trắng nãy lấy chị 2-3 cái. Đợi chút xíu. Ok được vậy thêm chữ đây nè mấy chị. Nè làm ơn chốt cây 60 nè. Áo đá này đẹp lắm nha chị Đào Mai. Bé Đào Mai ơi, áo đá này đẹp dữ dằn lắm bé Đào Mai ơi. Bé Đào Mai chăm thủ chốt cho nha. Nè hồi bữa ai hỏi áo sơ cây với cái L còn 140 nè. Trắng trắng nó đâu trời. Nhưng còn có màu trắng nó một trắng. Màu trắng nó hết rồi. Châu để nó làm đi phụ mình tìm mấy đứa mình không chết luôn châu. Cái gì Nguyễn Phương cái gì vậy? Nguyễn Phương 75 cái khách lấy rồi Phương ơi. Dạ khách lấy rồi. Áo đá. Áo đá đỏ và vàng của Hiệp Huỳnh hai con 180. Áo đá vải đẹp lắm. Ê ơi lại lấy con áo đỏ với con áo đá đỏ. Mày vô trong kia mày rút mỗi mỏ một con hay tao. Hai cái áo đá đâu rồi? Hai áo đá của chị Hiệp Huỳnh nè. Nhiêu? Hai áo đá nhiêu sao tao biết? Ừ 180. Một áo đỏ. Ừ mày lấy đưa cái ly nước dừa xích ra kia. Mày lấy áo đá mỗi thứ một cái đi sale cho bé Đào Mai đi. Áo sơ cây nè. Áo này là hàng của Việt Nam xuất khẩu nha. Áo này size XL 60 đến 80 kg áo sơ cây. Áo này 140. 140 áo sơ cây nè. Dạ áo này áo lê vịt 60 đến 90 kg 100 ngàn áo lê vịt nè. Áo lê vịt nè ha. Áo lê vịt. Áo sơ cây nữa nè mấy chị. Áo sơ cây cũng 140 nè. Rồi sơ cây 60 đến 80 kg 85 kg. Áo sơ cây nè. Áo sơ cây xám này form hơi ngắn nha. Form hơi ngắn hơn bình thường nhưng mà mặc lên riêng rất là đẹp.
mấy màu hết đây. Thôi được rồi, được rồi. Bốn màu. Thì cô mở hai cái tay màu khác mà. Đồng này cứ để xuống thôi. Đào mai bốn cái bốn màu này bán đi chứ không ế lâu lâu đào mai mới vô lận. À, 94500. 94500 đào mai đây áo cờ A cờ Mỹ nè. Cờ Anh cờ Mỹ là 60 đến 90 ký, áo này 100.000. Áo này 100.000 nha mấy chị nha, 100.000. Canh nó bán rẻ mua dạy được chị. Em ơi ai mua hàng sale em lắm chị. Mai rất nhiều được, cũng 50 dạ. 50 ngồi nó dấu lại chưa. Đây nè. Thì 94500 á. Áo 100.000 nè. 100.000 của Đào Mai Cầu Anh nè. Rồi 100.000 Lê Bicker của Đào Mai luôn nè, đã bán đi. Cái lâu lâu mới vô like lận. Bình thường đi đâu không à. Đó, bí Đào Mai hai cái. Hai cái cũng bí Đào Thiên chưa vậy con. Rồi Đào Mai hai cái 200 nè con, 100.000 cái hai cái 500 cũng được. Dạ bán sale cho mấy chị, con này 60.000 nè. Con này xưởng nhà em may Toronto. Con này size dưới 72 kg thôi. Áo đen 60.000. Nó đứng chỗ đi. Áo đen 60.000 nha mấy chị nha, áo đen 60.000. Có áo khoác của Thảo Nguyên. À, áo đen này dưới 72 kg, ỉn mặc được nè. Ỉn mặc được, uốn mặc được. Áo đen 60.000 của chị Nguyễn Tâm nè. Nguyễn Tâm 60.000. Hello chị Sống Quỳnh. Kiểm tra chị Sống Quỳnh rồi nha. Hỏi nói nghe nè, áo sơ cây đẹp lắm nha quý vị. Áo sơ cây rất là đẹp, áo này của 32 hỏi nè. Áo sơ cây đẹp dữ dằn lắm. Rồi có con áo bán sale 60.000 luôn nè. Dạ chốt giùm em áo Paris. Áo Paris 60 đến 85 ký, áo Paris 60.000. Chị nào chốt Paris chốt giùm em Paris. Chị nào chốt áo Paris chốt giùm em Paris sờ nha. Paris sờ 60.000 nha mấy chị. 90 chị của em ơi, Paris sờ 90.000. Chị nào chốt áo Paris chốt giùm em nè. Bé Đào Mai áo Paris sờ nè 60.000. Tính chị Đào Mai 100 cũng được con. Đừng có 100 nha con, bả hờn á. Đồng sao ghi vậy á. Đồng sao ghi vậy á, thấy nó lụ đàn luôn. Nó nói đồng sao ghi vậy á, cô Đào Mai giàu mà đúng rồi con. Đầm này 208 nha. Đầm này 208, đầm này có size từ 60 đến 100 ký. Chị nào chốt đầm này chốt giùm em ha. Còn có tiền dưới chỗ của em nơi đây có rồi. Chết cô nhà lùn không chết đâu. Bộ pyjama áp sơ cây đầm ngọc đầm ngọc chị nhận rồi mặc đẹp. Đầm ngọc trai hả chị kia hồi. Chị Thanh Mai lấy áo sơ cây. Chị Thanh Mai nhiêu ký vậy? Áo sơ cây 140 nha chị. Áo sơ cây 140, còn áo Paris đã hết rồi. Để từ từ em lôi lên em sale cho mấy chị tối 200. Rồi chị Thanh Mai này áo 140 nè, sơ cây. Đen beo. Ủa nãy bán gì đen beo rồi ta? Ủa bán gì đen beo rồi? Ủa nãy giờ em bán gì đen beo rồi chị Sao Quỳnh? Nãy giờ em bán gì à? Chốt bộ đi chùa chị cho chị từ từ em đưa lên cho. Từ từ nhớ mà em lưu lại hết nó xảy. Dễ gì xảy chị. Bán 4 bộ đi chùa 1 triệu em lời hết 950 rồi sao quên được. Em có bộ pyjama chị nào mà mặc bộ pyjama cái gì anh? Chị nào mặc bộ pyjama đây là em nói chị nào mà mua được bộ pyjama đây giá sale 120 là chị đó. Trúng mánh một khúc. Em nói thiệt là trúng mánh một khúc nha, không có trúng mánh ít đâu. Bộ này mà chị nào khoảng cỡ 85-90kg hút bộ này vải đẹp lắm. Xả 120. Bộ này 85-90kg xả cho mấy chị 120.000 nha. 120.000 ngọc. Bộ này 85-90kg mấy chị lưu ý giùm em nha. Đầm đen beo. Tám mươi lăm đến 90 ký ha. Rồi chị Lan Trần 120.000 nè. Chị Lan Trần 120.000. Lan Trần sao in được vậy mấy đứa? Mấy đứa in được không vậy? Lục mấy in được chị Lan Trần không? Pi Lan Mai Đà Lan Lan Trần 120. Lan Trần 120 nè. Phải Lan Trần không con? Dạ khách lấy rồi. Em nói với mấy chị bao nhiêu lần rồi. Cái sọc của em phía sau đầm mới về đã bé. Đầm mới về đấy bé. Thảo Ngô Thị Thanh đưa cái đầm này size L đi. Dạ hàng bơm ít lắm mấy chị. Hàng bơm ít xỉn lắm mà. Dạ khoảng cỡ 450 cục thôi. Khoảng cỡ 450 cục thôi. Nè đầm này chị Thảo Ngô Thị Thanh.
hơi bị đẹp nha. Chỉ có 220 cái đồng thôi nhưng mà đẹp xuất sắc nha chị nha. Hai bên có túi luôn, form dài qua gối nha. Nó size từ 60 đến 100 kg. Thượng tay phụ em nha mấy chị, thượng tay phụ hàng bên với em. Em vẫn chưa biết là chị Sáu Quỳnh chốt cái gì luôn. Dạ đầm sọc này size là size, size này là size 75 đến 80 kg. Đầm này 300 xả cho mấy chị với giá 180. Dạ xả 180 luôn nha. Xả rẻ rẻ cho bà Đồng ơi, bà mua cho bà không có tiền từ nghề mấy chị ơi. Bà nào hỏi tôi xem cái hàng bơm 100 ngàn cái lấy cho mình, lấy cho Thảo Ngô Thị Thanh cái đầm 2x. Rồi cảm ơn cái đầm đầu tiên trong ngày 2x của Thảo Ngô Thị Thanh. Cái này Thảo Ngô Thị Thanh vừa nè. Cái này Thảo Ngô Thị Thanh vừa nè. Nó kỳ vậy ta, chốt nó không vô, nó không chịu ấy luôn. Rồi Thảo Ngô Thị Thanh một đầm. Rồi được rồi. Rồi Thảo Ngô Thị Thanh một đầm. Rồi đầm này là size em mặc dừa nè. Là thằng Thảo Ngô Thị Thanh vừa ha. Đầm này xả cho mấy chị 180. Đầm 220 đúng. Đầm này 75 đến 80 kg. Đầm đó 220 đúng không. Đầm này xả 180 cho chị Giang Kim. Mấy chị lưu ý giùm em cái số ký em đọc nha, chứ không là nhiều lúc không vừa là tội nghiệp lắm ha. Đó. Rồi đầm caro sọc. Đầm này hả chị? Đầm này hả chị Giang Kim đúng không? Phải đầm này cho chị Giang Kim không? Rồi 75 đến 80 kg của chị Giang Kim 180. Đầm 180 còn cái trên này nữa nè anh Tư. Đầm sọc này còn cái trên này nữa nè. Còn một cái, nó nằm khúc giữa này nè anh Tư. Đây này anh chị nè. Nó nằm khúc giữa đâu đó. Mở ra lấy đầm sọc cho chị Sáu Quỳnh nè. Giá hàng sale là bên em không cho đổi trả. Mấy chị lưu ý giúp em nha. Chưa có lên lên 7 tấc đâu chị Châu Hồng. À cái trước là đầm này á hả chị? Cái trước là đầm chữ N hả? À vậy thôi anh Tư, có không treo lại. Lấy cái đầm này mà xé tờ giấy đi Tư ơi. Xé tờ giấy. Xé tờ giấy từ từ giá. Rồi đưa cái của chị đó xuống đi. Đưa của chị. Dạ chị Giang Kim chốt đầm chữ N kèm số ký giúp em nha. Đầm chữ N kèm số ký. Cái kêu xé đi còn ngậm miệng chị nữa đi. Nó lộn bây giờ. Dạ chốt đầm kèm số ký chị Giang thôi. Tại em chưa nhớ số ký chị Giang ha. Có 7 kg là lấy size L đó. Lấy size L đầm này. Chị Giang Kim 222 của chị Giang Kim nè. Size L nha. Thôi cẩn thận cái đổi đồ đó. Hồi nãy ai chốt cái áo này kèm với cái quần nè. Ai chốt với cái áo này. Áo này hồi nãy ai chốt nè. Từ từ nha. À Thanh Mai. Hồi nãy chị Thanh Mai chốt cái này áo 60 ngàn của Thanh Mai nè, tạo đơn của Thanh Mai 60 ngàn. Áo 60 ngàn của chị Thanh Mai nè, áo chữ Paris á. Chị Yên ơi, có xích viết vùng đùi, hiện giờ Yên đang có xích viết vùng đùi màu tím. À, nhắn tin mua hàng muốn chết xếp không bán. Trời má ơi, không bán rồi tao ăn cái gì vậy? Tôi tao lấy giùm em cái đầm chữ B size L. Tuy họ đứng dậy lấy cái đầm chữ B size L chốt cho Đặng Thị Triều đi. Dạ, Đặng Thị Triều. 180 ngàn có. Xanh đeo có muốn coi không? Size L. Rồi size L 180 của Đặng Thị Triều này. Size L 180 của Đặng Thị Triều. Con áo 60 đến 75 kg vải đẹp không? 80 ngàn. Chốt giùm em áo trắng cô gái 80 ngàn. Áo trắng cô gái 80 ngàn. Trắng cô gái, chị nào chốt trắng cô gái chốt giùm em trắng cô gái. Em có một con áo vàng đá của chị hàng bơm của chị. Dạ mấy cái chị hàng bơm hàng em thì nói chung là thì bơm hàng em á. Áo trắng cô gái của chị Hiệp Huỳnh nè. 80 ngàn của chị Hiệp Huỳnh. Vâng, thì hôm bữa mình gửi hàng rồi mới giao cho chị mới. Sau một số không kịp, hàng phòng về giờ sao? Để lại giải quyết sao? Dạ không, size L không có nè, thì Triều ơi. Dạ trắng cô gái của Hiệp Huỳnh nè. Trắng cô gái của Hiệp Huỳnh. Rồi áo đá này xả nè. Đâu mất rồi? Dạ chị. Dạ chị gì mà bơm hàng em á thì ra đường coi trò chép thì nhớ cho nấp vô ngọn cây giùm em nha. Chứ không là xét nó đánh tiết hụt le ra làm hai rồi đủ má xét nó cúi vô rét chim lắm nha. Đây 60 đến 82 kg áo vàng, áo đá xả 90, xả 90 áo đá, áo đá vàng xả 90 nha mấy chị. Áo đá vàng xả 90 em dặn rất là kỹ nha. Nó nói trò mưa trời sắm xét là nấp giùm con cái. Áo trắng áo vàng đá của Trần Tuyền 90 ngàn nè. Tuy quanh ra sau từ từ mấy cái rét nó từ từ đụng đụng
dụng nữa, tôi lo bill này đi. Dạ áo vàng đá, xuống dưới đây lấy cái cục vàng, giờ lấy cái cục áo đá ra đây, đưa cho My đây, lấy cục áo đá ra đây cho chị xeo cho. Nè áo đá này em xeo cho mấy chị cục nè. Xeo rồi nghỉ chơi bên này luôn đi mấy chị ha. Rồi chị Đặng thì lo vàng đá 90 ngàn nè, 90 ngàn vàng đá, ở đây vàng đây. Rồi nó có nhiều màu lắm nha, rồi 90 ngàn vàng đá của Đặng thì lo 90 ngàn. Áo đá của Sung Sung nè, áo đá Sung Sung 90 ngàn. Áo đá Sung Sung 90 ngàn, áo đá của chị Sương Nguyễn 90 ngàn. Áo đá của chị Sương Nguyễn 90 ngàn rồi. Ai chốt vàng đá thì chốt đi nha. Lần này xong vàng đá này là nghỉ khỏe luôn á. Rồi chốt giùm em áo đỏ đá bán theo, làm ơn lấy hàng giúp em nha. Dạ vàng đá của chị Thanh Mai là có luôn, chị Mai ơi đang bán hết. Vàng đá của chị Mai là hàng này hàng Thái nha. Tại vì em đợt này em không làm việc với xưởng này nữa. Xưởng này làm việc hoài, bực mình hoài. Nói chung là em chỉ thích làm việc với người thiệt thà thôi. Tại vì em không thích cãi lộn với người ta để người ta muốn nói gì nói. À chứ mà em chỉ thích làm việc với người thiệt thà thôi. À rồi em lên cho mấy chị màu mẫu mã này nè. Rồi lên cho mấy chị mã này nè. Mã này là mã đỏ đá. Rồi đỏ đá còn được mấy cái, 60-200-300kg ha, đỏ đá. Đỏ đá còn được 4 cái mấy chị ơi, 90 ngàn đỏ đá luôn ha. 60-82-83-84kg đỏ đá. Chị nào chốt đã đỏ đá 90 ngàn chốt lẹ đi mấy chị ơi, đỏ đá. Đẻ đó và đỏ đá, lẹ nha mấy chị, tại vì vải rất là đẹp. Chị Sáu Huỳnh đỏ đá 90 ngàn nè. Chị Sáu Huỳnh nè, đỏ đá 90 ngàn. 90 ngàn đỏ đá nè. Rồi ai nữa quý vị ơi, đỏ đá chốt lẹ nha. Cho em cắt vào kho nè, cắt vào kho. Rồi, em có một màu nè mấy chị là màu hồng ha. Chốt giùm em hồng đá luôn. Mấy màu này nhẹ nhàng lắm, hồng đá. Chị nào chốt tầm đá thì chốt giúp chị. Dạ cho em xả cái hàng bom chút chị Tâm ơi. Hàng bom về nhiều rồi. Chị nào chốt hồng đá chốt giùm em hồng đá ha. Đỏ đá nè, hồng đá nè. Đỏ đá nè, hồng đá nè. Đó ai chốt màu gì thì chốt giúp giùm em nha. Nói chung là đừng có tin vào lời ông bơm. Không, hồng đá của chị Sung Sung nè. Hồng đá của chị Sung Sung 90 ngàn của Sung Sung. Tây Ly lo cái cục gì dưới kia ra đây cho chị xeo hết luôn. Đây cục đen á. Khó có chị. Tối nữa chị làm biêu cho ốc tiêu cho hả? Hồng đá của Giang Kim nè. Chị Giang về cầm cái vải của hồng đá này lên. Chị Giang thích lắm. Rồi hồng đá của Giang Kim. Nó có một màu là màu vàng bơ nữa nha mấy chị. Em có một màu nữa mà màu vàng bơ hả? Vàng với hồng đá của Bùi Thị Kim Tiến. Rồi Bùi Thị Kim Tiến hai con. Bùi Thị Kim Tiến hai con 108. Vàng đá 80kg của Trang Hoàng. Trang Hoàng, vàng đá của Trang Hoàng. Vàng đá 90 ngàn của Trang Hoàng. Một cây cục gì chị nhớ gửi 5 quần. Hồi chiều đặt quần rồi là nó có size á chị. Hồi chiều đặt quần là có quần rồi đó. Rồi giờ nè, giờ quần đùi mà, quần đùi nè. Mấy chị nhớ mua quần đùi này nha. Tại vì qua tuần sau em về một lô áo sơ mi giống quần dài cho đầu gối. Cho nên những chị nào mà hiện giờ chưa có quần 50 ngàn này thì nhớ mua quần này nha. Tại vì quần này mặc với lại con áo sơ mi giống quần qua tuần sau về rất là đẹp, hàng Quảng Châu ha. Vàng đá của chị Sáu Huỳnh nè. Vàng đá của chị Sáu Huỳnh 90 ngàn. Lưu ý nha, rồi quần này còn mấy con xả mấy chị 50 ngàn, 70-90kg. Chốt giùm em quần đen 50 ngàn. Ai chốt một con thì có một con, ai chốt mà. Trang Nguyễn nè, Trang Nguyễn một quần 50 ngàn nè. Trang Nguyễn một quần 50 ngàn lẹ. Trang Nguyễn một quần 50 ngàn. Vàng đá của Giang Kim. Vàng đá của Giang Kim nè. Giang Kim vàng đá 90 ngàn của Giang Kim. Quần 50 ngàn của chị Trần Tuyền nè ha. Quần này chị Nguyễn Hồng Hạnh Hồng Dương. Quần đâu mất rồi. Quần 50 ngàn của Trần Tuyền nè. Trần Tuyền 50 ngàn nè. Trang Nguyễn hồi nãy cầm đâu rồi. Trang Nguyễn thêm cái 50 ngàn nè anh ơi. Nè bỏ cho chị cho anh Dương đợi nha. 4 quần đùi của chị Sáu mình. Nhớ lấy quần này nha, để qua tuần mà mặc chứ. Em về sơ mi giấu quần là không có quần để mặc đâu á. Tại vì em không làm gì với buôn xưởng này nữa ha. Không làm gì với xưởng này nữa. Dạ rồi đây 4 quần của chị. Đây 4
chị Sáu Quỳnh nè, loại 4 quần, 4,5-200. Dạ quần đùi hết rồi nha, tí xíu em có mảng quần này em sale giá khủng cho mấy chị. Em hứa luôn tí xíu này em sẽ đem cái cục quần ra, cũng của cái hàng mà em sẽ không làm việc nữa, tại vì hàng hóa về nó không có ok ha. Nói chung là hàng hóa về không ok, nó nơi làm nhẹ vậy đó ha. Rồi em có một con quần xanh kép nè, em có một con quần xanh kép và size này là size 70-80 kg xanh kép, và quần này bán cho mấy chị với giá 70.000 có một con xanh kép thôi nha. Ai chốt xanh kép chốt giùm em xanh kép ha, ai chốt xanh kép chốt giùm em xanh kép, quần hết rồi mấy chế ơi, quần hết rồi nha. Ai chốt xanh kép thì lẹ tay lên ha, lẹ tay lên tại vì chỉ có một ngày duy nhất thôi. Quần này Na Nguyễn nè, Na Nguyễn 70.000 của Na Nguyễn nè, Na Nguyễn 70.000. Dạ quần xanh kép, Tây xuống dưới kiếm có thử còn cục xanh kép nào không Tây? Dạ có cục riêng nhưng mà giờ đang lên hàng bơm á chứ, giờ đang lên hàng bơm nha. Nói gì đây? Cục tiền dầu mà ô bê lắm. Có áo mực thì em nhà em gì cũng có chị về. Con này là hàng, nếu hàng Việt Nam xuất khẩu là em sẽ để lại. Rồi xả quần này nha, quần này hàng lỗi nè của 353 nè anh ơi, hàng lỗi của 353. Rồi xả cho mấy chị em con quần riêng xanh bạc đi, xả cho mấy chị một con quần riêng xanh bạc, xả 140. Cái gì ta? À, áo trắng bên cạnh chị mà đính đá sắc màu là gì? Xả nào ta? Xả nào chị Trang? Em có một con quần size 75 kg vừa nè, riêng xanh bạc ha, riêng xanh bạc eo 94. Xả con này trong tư, hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu cho nên mấy chị mặc lên là hơi bị địch nha. Rồi quần này là xả lúc này, còn sau lúc này là không xả nữa nha, tại vì xả trong cái đợt hàng bơm này thôi, còn qua tour là em không có xả nữa. Quần 200, quần đá 200 nè. Hồi nãy giờ chị nào chưa chốt con áo đỏ đá thì chốt nha, áo đỏ đá 90.000. Hôm nay về cái mẫu màu sơ mi nè, tư cho em size L này. Rồi lên tiếp nè, quần 200.000 nè, quần 140 của Nhung Lâm, Nhung Lâm thành phố, quần 140. Vậy thôi gọi lấy hết đi. Ủa Tây đang lấy gì vậy Tây? Cái bao quần mà 70.000 á Tây à? Rồi thôi lên đi. Coi lại, lên đây lên đi. Rồi áo của Giang Kim nè, áo của Giang Kim 90.000 của Giang Kim nè. Coi bỏ mình vô lộn đó nha. Rồi quần này em có bán nha. Dạ mấy chị lưu ý nghe em nói nè, quần này size 1X là 60-70 kg. Mà mấy chị cầm cái quần mấy chị đừng có nghĩ nó nhỏ nha. Tại vì sao? Tại quần này mấy chị mặc theo cái độ dày nè. Quần này là hàng Việt Nam xuất khẩu, 1X là size 60-70 kg, 2X là 70-80 kg, và 3X là 80-90 kg. Lưu ý giúp em ha. Đó, đỏ đá nè, quần 140 của Bùi Thị Kim Tuyến. Tay chị nào chưa chốt thì tranh thủ chốt nha. Quần này mấy chị mặc lết cỡ nào nó cũng không có đứt chỉ đứt dây ha. Quần này nó có 3 size, size 1X là 60-70 kg, size 2X là 70-80 kg, và size 3X là 80-90 kg. Hai chị nào chốt quần tay thì chốt lên giúp giùm em mau và lẹ và lên nè. Tại quần này em còn, quần này em mới về hàng. Nè đâm, lên một mã đâm mới cho mấy chị 280 quần 3X của chị Hằng Phạm nè. Rồi Hằng Phạm 200.000 của Hằng Phạm, quần này đẹp lắm chị Hằng. Quần này mà khách đặt một cái mà em lỡ đưa hai cái mà khách kiểm tra hàng khách còn lấy hết đó chị. Rồi em lên cho mấy chị một cái mã nằm sơ mi bò nha. Trời ơi con này hồi bữa em test gặp em mê lắm mấy chị. Em nói với mấy chị nghe là cái mẫu đầm sơ mi này hồi bữa em test gặp em mê lắm. Lấy một cái quần tay một ít cho chị Nguyễn Tâm. Cái đầm này nè mấy chị, hồi bữa em test gặp em mê cực kỳ luôn. Đầm sơ mi nè mấy chị ha. Ở sau lưng nó có chung thun nè. Và đầm sơ mi này có size 60-100 kg, quần 200 chị Hậu ơi. Lấy hai cái quần 3X và một cái quần 1X nha Ti ơi. Hai quần 3X và một cái quần 1X. Một cái quần của chị Tâm 200.000 nè. Rồi hai cái quần của chị Nguyễn Hiền nè. Hồi bữa chị Nguyễn Hiền à, hồi bữa có lấy áo vú là em lấy chị Hiền rồi phải không? Đó lấy mà mới đi qua. Cái quần đó đẹp lắm nha mấy chị. Yeah. Em thông báo là quần đó đẹp cực kỳ. À, cho điện dạ không, để chút nữa nhắn tin cho em, nhưng mà em nhân chị Hằng Phạm nè. Đầu tiên, của Hằng Phạm cuối cùng nha.
Còn hai cái cuối cùng luôn hả? Thì hai cái cuối cùng. Hai một cái một ít cho chị Tâm trước đi. Nha, một ít đưa cho chị Tâm trước. Một ít Tâm. Một ít là chị Tâm. Rồi hai cái hai ít là của nó là vải lụa nhưng mà nó may phơm đẹp đó, ở sau nó có chung thun, em đừng có sợ chọc nha Giang Kim. Em chị Hằng ơi, tí xíu rồi chị cho bé em đang gái em đang nhắn tin cho chị cho địa chỉ số điện thoại trong đó. Nếu mà rảnh rảnh cho luôn chiều cao cân nặng nha. Dạ em nói chị Hằng nè, ví dụ mua hàng em nhà em không có nhân viên, không có phải mà chốt hàng tự động ha. Cho nên là khi chị mua hàng, ví dụ xuống trước chị ra là đúng đặt hai cái quần này thì chị cứ nhận đi, chặt rộng báo đổi size cứ báo cho em, nhắn tin cho em. Chứ đừng xuống dưới kiểm tra hàng xong rồi mấy chị trả ship 20-30 ngàn lần sau em cũng không bán. Tại vì em bán hàng rất là tùy xài, có gì hàng quá, có gì cứ nói em đổi trả đàng hoàng cho mấy chị ha. Đó. Rồi đầm sơ mi 75kg của chị Sâu Quỳnh là 280. Trời ơi, con đẹp quá, không có XL đâu à. Rồi XL 280 nè. XL 280 của chị Sâu Quỳnh nè. Trời ơi, đầm sơ mi mà mấy chị mà không có chốt là mấy chị hối hận lắm nha. À, em có ren đen ông bác không? Có ren đen ông bác chị Đặng Ngọc. Nên nhưng mà nó nằm khoảng cỡ từ 70 đến 75, 76, 77 ký ren ông bác lâu. Nó là quần tây ông bác chứ không phải quần tây hàng Việt Nam xuất khẩu ông bác. Không biết còn đi. Hồi bữa cái quần ông bác mà từ cửa phòng chị phía tay trái còn không? Đi lên đi coi nó còn một hai cái. Đầm nâu không giãn nhưng mà form đẹp lắm chị Loan. Chị Loan lấy đầm này đi chị Loan, không có hối hận đâu nha. Em nói thiệt lòng luôn á, form không có hối hận. Từ tay tới form mọi thứ đều đẹp và toàn diện. Ở sau lưng có chung thun nè ha. Chốt giùm em ha, đầm bò size L của chị Giang Kim nè. Nói chung là nhà em được cái là mấy chị để ý đi, mẫu ngày nào cũng về mẫu mới hết trơn. Nhà em mà không có bán hàng giống như bay ra rồi lại tới lại lui đâu. 280 của Giang Kim. Cho nên mấy chị để ý là nhà em đa số là ngày nào mẫu mới cũng về. Gì đi. Còn mấy cái đem hết xuống đi. Vải lụa chị Mai Tho, vải lụa mà ở sau lưng nè, sợ mấy chị chọc cho nên ở sau lưng có mây to giảm, có mây trung tung nè, cho nên mấy chị kéo ra khoảng mười mấy cm nữa ha. Rồi hôm nay em xả mây xuống cấp bộ này, bộ này là 260 ngàn, bộ này em không có sale nha. Bộ này là ở trên là áo DG mà mấy chị coi phơm áo nè, phơm áo là tay con á, phơm áo như tính dơ DG ha, thằng phun lạnh. Ở dưới là quần gió cộng, mình nhận đồ về rộng. Mình nhận đồ về đẹp lắm mà sao quá rộng tới mà sao qua rộng tới sao bạn là sao chị Sao Quỳnh. Mình nhận đồ về đẹp lắm mà sao qua rộng tới sao bạn. Nói tiếng Việt được không chị Sao Quỳnh? Bộ giáo cộng nè, bộ giáo cộng này có size từ 60 đến 100kg này nha. Bộ này 260. Xếp bộ này lại đem cắt cho em. Chị Sao Quỳnh nói gì ta? Có gì nói rõ rõ giúp em được không? Rồi lên tiếp mẫu cho mấy chị ha. Lên tiếp mẫu nè. Mẫu đây là gì? Mẫu đây là mẫu đầm ngọc trai. Mà đầm ngọc trai này là size 70-80kg. Chị nào mà chưa chốt đầm này là nên chốt nè. Chiều nay em nhận hàng đẹp quá chị ơi. Rồi Thu Giang sẽ chốt với em từ từ nha Thu Giang. Chị nào mà chưa có đầm ngọc trai này là nên chốt nha. Thứ nhất là cổ tiên. Thứ hai là tay có gượng nè ha. Thứ ba nó là đính ngọc trai hai bên. Và thứ tư mấy chị coi vải nè. Rồi ơi, đầm ngọc trai này hình như còn hai ta cái bị rộng quá hả chị? Chị rộng quá, mẫu nào chị báo em. Chị rộng, cái mẫu nào mà quá rộng mà chị không sửa được thì chị báo em nha. Chụp hình qua báo trong tin nhắn cho em nha chị Sáu Quỳnh. Chị Sáu Quỳnh cho lên chiều cao cân nặng ở đây đi. Tại nhiều lúc em đọc cái như hàng sale hoặc là hàng chính quy em đọc á, cái mấy chị nghe không rõ, mấy chị cứ chốt cứ báo lên cho em ha. Báo lên cho em. Rồi đầm này chị nào mà chưa chốt đầm ngọc trai thì nên chốt nha. Nên chốt đầm ngọc trai nè, đầm này 280 của ân ân. Con này vải đẹp lắm chị ân, chị ân này 80kg đúng luôn nè. Rồi ân ân 280 ngàn. Trời ơi, đầm này mấy chị mặc về là bao phê lòi luôn á. Chứ không phải giỡn đâu. Em có một cái bao đồ nhung. Em có một cái bao thể thao nhung nhưng mà size nhỏ mấy chị. Size này là từ 40-60kg đó. Thì em định là gửi hàng qua bên kia bán sale dùm cho em. Tại bữa đó em nhập cũng 160-170 rồi. Hai đầm ngọc trai đẹp từ mẫu đến vải bao nhiêu? Giang Hoàng gửi những cái đầm này á. Tôi gì coi? Thiếu dây. Có ai uống coi gì không? Mới biết à. Đầm này không có dây lúc. Nói với chị Trang là đầm này lúc lấy về á là cũng không có dây. Nói cô Trang là cô Trang thôi, đầm này
lúc lấy về cũng không có dây nữa, cô bên trang không thích thì đổi qua mẫu khác. Ai mà ai đi bơm cái quần này vậy trời? Rau quần này 150.000 nè, 60 đến 70 kg nè mấy chị nè, 60 đến 70 kg quần này. Trời ơi, quần này hồi bữa giật lộn không có bán. Đầm ngọc trai 75 kg là như hết rồi. Đầm ngọc trai trên lầu còn không? Không muốn. Không muốn. Không mời, không biết đó, không mời. Không biết. Không biết. 60 đến 70 kg quần tay này xả cho mấy chị 140 đi. Xả mấy chị 140 quần này. Không mời, không biết. Ủa sao cô Trang cô cãi chi vậy ta? Không, không có lỗi. Mấy chị không còn khó chịu với em đâu. Mấy chị ví dụ như em lấy cái đầm Việt Nam xuất khẩu đó về á, em nói thiệt với mấy chị, có nhiều cái nó có dây, có nhiều cái nó không có dây. Thì á, nè quần này của Giang Kim thì đơn giản mà em giải quyết đơn giản không? Thì em nói nếu mà mấy chị không thích không có dây thì em sẽ đổi mẫu khác cho mấy chị, có gì đâu mà phải khó chịu ta. Em nói thiệt, tại vì nếu mà thật sự với một cái giá hàng Việt Nam xuất khẩu mà nó không bị lỗi á, thì nó tới tay mấy chị nó không phải nằm ở giá đó đâu. Nó phải nằm ở giá 400, 500, 600, 700. Đó là em nói thiệt. Chứ em đã nói là cái mẫu này không có dây, mấy chị nếu không thích thì có thể đổi qua mẫu khác. Thì em nói vậy là trả lời vậy là đúng không? Là trả lời vậy là coi như vừa lòng mấy chị rồi mà. Có gì đâu phải khó chịu với em. Em nói là em nói thiệt, em bán hàng cực kỳ thiệt thà luôn. Còn ai kêu em không thiệt thà là em cũng chịu rồi. Thì em cũng không thiệt thà. Nói vậy á, chứ mà thật sự thì vẫn thiệt thà nha. 250.000 bộ này là bộ này có size 60 đến 100 kg. Cảm ơn chị Tuyết nè, cảm ơn chị Navi đây nè. 60 đến 100 kg có size bộ này nha, bộ này vải đẹp lắm. Bộ này vải y chang đầm ngọc trai nha. Bộ này có size 60 đến 100 kg, bộ này trên kệ nè. Bộ này trên kệ nè ha. Nhắn tin cho cô Trang ơi. Lần sau cô Trang mua cái gì free ship cho cô Trang vậy cho nó vui con ơi. Cái lời tới trả lời lui ngồi bực. Nè lấy bên trong cu bo bộ này 100 kg baby. Ở trên kệ. Ở trên kệ bộ này 100 kg của cu bo. Trời ơi bộ này đẹp lắm nha quý vị. Em nói cái gì là bộ này đẹp giả mang luôn. Tới bộ đó lại cho Bi nó có. Bộ đó đẹp giả mang luôn. Coi coi ở dưới bàn á còn bộ gì nữa. Ở dưới bàn còn gì đưa hết đây đi. Cửa này để đi trả cho kho hàng Phi nè. Ngoài dưới ghế lấy bộ đen xay XL của Thông Quỳnh luôn. Đúng rồi đó. Đi chưa làm xong rồi. Xuống lấy. Hỏi gì in chứ vậy con? In bộ cu bo chưa? Rồi cu bo 250. Lấy một bộ đen đó cho chị Thông Quỳnh XL. Nè tóc luôn bây giờ. Lấy bộ đó XL cho chị Thông Quỳnh. Chị Thông Quỳnh, chị Thông Quỳnh nè. Chị sống mình là bộ đen thấy nên là ha. Cho em hai quần tây 75 kg đi, lấy hai cái quần hai thì ơi có cái áo khoác bán cho 50.000 mà cũng bon nè trời. 50 tới 70 kg ha, bán một áo khoác cho mấy chị 50.000 hàng Việt Nam xuất khẩu. Có quần 250 rồi. Tuyết Nguyễn hai quần tây 400, hai quần tây 400 của Tuyết Nguyễn hay không? Qua đi rồi. Để đây đi qua tuần gửi. Dạ áo này chỉ có 50 đến 70 kg thôi nha chị Sáu. 50.000 của chị Sáu Quỳnh là tính là chị Sáu Quỳnh mà comment hơi bị mau luôn. Rồi Sáu Quỳnh 50.000 con, bỏ vô cái bịch dưới chân con luôn. Rồi áo đó bữa trước em không có bán mà mấy bạn còn vậy á, mấy chị coi được không? Ai mệt nói. Ai mua được mua cho rồi mệt nói mà. Có nhiều mệt á. Bộ váy đen bao nhiêu? 250 Huyền Hoàng. Quần tay 93 kg. Cụ tay ba ý cho hết rồi chị. Hết rồi. Lúc này có áo khoác len không? Không có áo khoác len gì anh Dương. Cụ này xanh 1x nè. Cụ này 200 mà 1x nè. Này là tí Ti nó kéo rồi. Mon tay đi Ti ơi. Mon tay đi Ti.
thanh xuân sắc táo gì chứ. Như cái bài đá của tao mày. Cái công việc của ai? Dạ ok chị Tâm. Chị có rin đen 75kg ông bác không? Dạ không. Có nhưng mà trong cái đống lộn xộn cả ngàn quần á, em không có ngồi em. Em không có ngồi em lừa được đâu rồi. Còn mấy cái quần à. Nè em cho mấy chị coi quần nè. Quần này hôm nay xả cho mấy chị 180.000 là những chị nào ở đây là chị đã trúng lắm. 250 xả 170. Mấy chị coi phom quần nè. Phom quần của hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Eo này là eo từ 90 đến 95 nha. Hàng này là hàng của Việt Nam xuất khẩu. Mấy chị coi cái quần đó nè. Ông bót á. Và mấy chị coi cái vải đó nè. Em nói thiệt là vải hơi bị đỉnh luôn. Eo này là eo từ 90 đến 95. Eo này là eo từ 90 đến 95 nha. 180 là tu giang lấy gì vậy ta? Vụ này tu giang không vừa nha. Nguyên Hồn đợi em tí xíu nha. Đầm sơ mi nâu của chị Nguyễn Nguyên nè. Đầm sơ mi nâu size 65kg của chị Nguyễn Nguyên 280 nè. Nguyễn Nguyên 280 nè. Hai quần ống bát của Tí Nguyễn Thị nè. Hai quần ống bát của chị Tí Nguyễn Thị. Quần này là chị Tí Nguyễn Thị. Chị biết cái chị biết chất lượng của nó nè. Chị đặt hai quần là Tí Nguyễn Thị 180. Rồi Tí Nguyễn Thị thêm con 180 nữa nè. Thêm con 180 của Tí Nguyễn Thị nữa. Rồi hai con của Tí Nguyễn Thị. Quần này là chị Tiến biết biết chất lượng của nó nè. Rồi chị Hiệp Quỳnh một quần nè. Chị Hiệp Quỳnh một quần 180 nè. Hiệp Quỳnh một quần 180. Quần này là chị Tiến Nguyễn Thị là chị mặc hai con rồi nè. Rồi còn một con ống bát. Dạ còn hai con ống bát quý vị ơi. Hai quần ống bát này ống bát 65kg. Quần này 65kg rộng nha. Một quần 180. Nguyễn Nguyên quần này cũng bị rộng nè. 65kg không vừa. Quần mà eo 90 đến 95 là nó còn còn phải 70kg chị. 65kg rộng. Quần này chị Giang Nguyễn vừa nè. 180 của Giang Nguyễn. 70kg thì được nha. Như Quỳnh mà dưới 70kg cũng không mặc được con này. Rộng không có đẹp. Rồi Giang Nguyễn một quần 180. Rồi chị Giang Kim một quần 180 là mới nè. Quần này đẹp lắm. Quần này em nói với mấy chị là đẹp tuyệt vời luôn nha. Rồi Giang Kim một quần 180. Một quần 200 một ít của Tuyền Cần. Một ít là 60 đến 70kg nha chị Tuyền Cần. Được không quần này xem. Một ít là 60 đến 70kg nha chị Tuyền Cần. 60 đến 70kg nha chị ha. Nè chị coi quần nè. Chị Nguyễn Linh không có dừa. Quần này chị dừa nè. Quần này quần 200 này chị Nguyên dừa nè. Còn quần áo bát là chị mặc rộng. Mà em nói chị hàng Việt Nam xuất khẩu chị đâu có sửa được. Bà đừng mua rộng chị. Nhà em ngày nào cũng về nhà em bán thì ít ngày vài view, 5-7 view đủ ăn vậy đó. Nhưng mà ngày nào cũng về nhà hàng mới nha. Quần này của chị Tuyền Trần nè. Tuyền Trần 200 mấy lông ơi. Từ ngày mấy? Tiêu biêu ai? Đây. Thôi xả đi xin nữa. Bữa nay em ơi, tôi ly nước một tuần rồi mà xin gì nữa. Cũng khó xin ở cổng mà không cho thôi chứ. Dạ, Nguyễn Nguyên lại là chị Lý Lệ Ly lấy một cái quần đó. Quần 200 size 1 ít. Quần đó không có to. Thì em bán cái lô vét mà em tức máu lên có não mấy chị. Đen đen mai cho lúc rin em lấy mấy cái đặng hồng. Đen chị muốn quần tây ống bát đen hả? Bên hàng xưởng của Việt Nam thì thiếu mẹ vậy mấy chị. Nhưng mà cái rin nó chán lắm. Cái rin nó chán mấy chị mặc hồi nó tụt nó kỳ lắm. Hiền Hòn một ít. 200 của Hiền Hòn con ơi. Em xem bộ váy Bi. Con Bi đứng này lên mới lấy cái bộ váy ở nhà dưới á. Lấy lên. Bộ mà Bi mới lấy hai bộ. Bộ áo màu trắng á. Với lại Bi kiếm cái bao mà đưa lên trước đây rồi Bi lên. Bi kiếm cái bao mà hồi bữa cũng có cái nơ mà xị nách á. Nó nằm dưới bao của mỗi lần tình kệ. Em cho Huyền Hoàng coi hai mẫu luôn á. Em cho Huyền Hoàng coi hai mẫu luôn. Chị Nguyễn Tâm hồi nãy lấy quần 200 lấy một ít rồi nha. Chị Tâm hồi nãy lấy rồi nha. Em có bao đồ này nè xả mấy chị 120. Tại vì khi nó in á. Khi nó in cái vải á, nó chưa kịp khô. Cho nên có những bộ nó hơi bị lem một tí xíu. Nó lem chút chút đi nè. Là có những bộ nó không bị. Nhưng mà xả mấy chị 120. Và bộ này ai nhận cũng nghe. Và em thông báo với mấy chị là bộ này ai nhận cũng nghe. Lấy bộ này lên. Xả 120 bộ này nha bộ chữ.
Em nói với mấy chị là nhìn vô tổng thể là không bị gì hết, tại vì em coi kỹ thôi. 120 kèm nhà, kèm số ký, quần nè, kèm với quần nè. Rồi mà cái quần bảy tấc, quần legging này mấy chị cũng đủ tiền 120 nữa rồi đó. Ha, rồi chốt bộ chữ kèm số ký nha. Hello Linh Hồi. 120.000 bộ chữ kèm số ký giúp giùm em lẹ lên. Bộ chữ kèm số ký chị Tâm ơi, tại vì chị Tâm mua nhiều size đó. Bộ chữ kèm số ký lẹ lên. Ngay cầu thang mà Tây ơi. Đây. Dưới chân cầu thang, chị thấy có một bao chữ đó thấy không? Mày phóng đi đâu vậy? Trời đất ơi. Em mới mua shop chị lần đầu. Vừa đăng hàng có nhân viên chốt hàng. Dạ đúng rồi chị. Nhà em bé con em chứ cũng có nhân viên đâu chị ơi. Nha. Rồi chốt giùm em bộ chữ này XL. Bộ chữ XL của chị Sống Quỳnh này là bộ chị đang cầm này, tay khỏi lấy đi. Thì màu á. Rồi tiếp tục bộ chữ của Hồng Hoàng Nguyễn Thị 93 để lấy hầy đi. 120 rồi Hoàng Nguyễn Thị nè. Hoàng Nguyễn Thị 120. Mấy chị chốt bộ chữ kèm số ký đi, trời ơi nói vậy luôn mà chốt. Nguyễn Thị nguyên một phút nữa có địa chỉ xã đi chị nha, còn chị Trần 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 cho em cái số điện thoại chị ơi. Mấy chị mà mấy chị chốt bộ chữ mà không kèm số ký gì sao em chốt trời. Bà cho em xin địa chỉ số điện thoại đi mấy chị ơi. Bộ chữ này còn sai gì rồi? Rồi đó thôi. Bộ chữ còn size L thôi hả? Chúc mày ơi. Bộ chữ em còn size L không mà Gia Lai hết rồi nè, Sương Nguyễn hết rồi nè. Chị à, chị Tâm còn nè. Rồi chị Tâm, 120 của chị Tâm nè. Rồi, 120 của chị Tâm, bộ chữ 60kg nè. Rồi bộ chữ của chị Nguyễn Nguyên size L luôn Tây ơi. Bộ chữ của chị Nguyễn Nguyên 120 luôn. Con Nguyễn Nguyên vô cho con chị. Rồi, chị Nguyễn Nguyên ơi, mừng ngay tại đây nha. Vô cho địa chỉ số điện thoại rồi ra mua tiếp nha chị. Bộ chữ của chị Nguyễn Nguyên, một bộ chữ của chị Mã Phương Loan. Lâu lắm rồi em mới gặp chị Mã Phương Loan nha. Một bộ chữ của chị Mã Phương Loan. Im chưa? Rồi Mã Phương Loan coi bộ duy nhất nó sai gì? Sai L luôn. Bây giờ bộ chữ chỉ còn sai L thôi chị Mai thôi. Sai L là 60-70kg ha. Rồi hết luôn rồi đó. Bộ chữ 80kg của ông ăn hết rồi. Rồi cái đầm này 280 nè. Đầm này 280 đúng không? Còn con size L 60-70kg trả cho mấy chị 220. Đầm này qua bán hết sạch rồi. Đây, đầm này qua bán sạch sẽ mấy chị quality đỏ ha. Rồi 280 xả cho mấy chị 220. Size 60-70kg đầm này. Chị nào chốt đầm đỏ chốt giùm em ha. Đầm đỏ. Đầm đỏ chốt giùm em. Lâu lắm rồi em mới gặp nha. Lâu lắm rồi em mới gặp vợ của vua cá coi nha. Mã Phương Loan chị nhắn giùm em được không? Em không nhắn tin qua chị được. Em không nhắn tin cho chị được. Váy đỏ của chị Văn thì xin 220 nè. 220 của chị Văn thì xin nè. Em có một con vùng tay nè chị nhắn tin. Con vùng tay đây là mã 178 em 92 là tương đương 70kg đó mấy chị. Dạ là tương đương 70kg nha. Mà con này chị nào mà chốt hàng Việt Nam xuất khẩu bên em là mấy chị không có mặc được hàng xưởng không. Nó mê. Nó mê chữ ê kéo dài đó mấy chị nè. Eo 92 khoảng cỡ 70kg và xanh đen là coi vải nè. Rồi xả con này 160 cho mấy chị. Con này xả 160 là mấy chị xuống mánh một khúc. Mã 178 eo 92. Khi nào đi đơn hàng của chị nhớ gửi lại cái áo vest nha. À, chị cứ nhắn đi, chị cứ nhắn dưới cùng là tụi nó sẽ tự đọc ha. Dạ khách lấy đầm đỏ rồi Hiền Hòn ơi. Rồi em lên là cái bộ kìa cho Hiền Hòn coi nè. Bộ này của Hiền Hòn nè. 250 nha Huyền Hòn, vải thì hơi bị đỉnh luôn. Rồi khuyến mãi cho ly trà đá nữa. Ở kia đi. Mày bệnh rồi đó vải, mày lay là ngược lại tao đi. Mày uống cho dịch nè. Trà đá nó chẳng đúng rồi. Chưng cái này là chưng váy quần nha mấy chị. Cái này là chưng váy quần ha. Cái này là chưng váy quần. Lấy riêng xanh của chị Sáu Quỳnh nè. 160.000 của chị Sáu Quỳnh. Dạ chị chốt cầm đỏ sâu ấy. Mấy chị đừng cãi em. Nhiều lúc mấy chị thấy comment trước chứ mà cái đường truyền của mấy chị nó tới bên em chậm á, cho nên mấy chị đừng cãi. Tại vì em bán người nào cũng công bằng hết cơ mấy chị nè. À đây, bộ này nè Huyền Hòn ơi. Chiều nay chị nhận hai cái áo vest vải đẹp. Rồi em bán cái lô áo vest em bị kiểu như bị giận á. Áo vest là mấy chị mặc thì phải theo phông rộng. Đó. Đây nè mấy chị ơi, coi giúp em bộ này nha. Bộ này chốt giùm em là bộ nơ bự. Chốt giùm em bộ mã số 2 đi nha. Nhớ bộ này chốt là mã số 2 kèm số ký.
bộ này có size 60 đến 100 kg, mấy chị coi quần váy nè, mấy chị coi vải nè, em nói mấy chị đã lắm, chốt giùm em nha, 70 kg vừa chị Sáu Quỳnh, chốt giùm em, chốt giùm em là bộ nơ số 2, nhớ nha, bộ nơ số 2 này có size từ 60 đến 100 kg, bộ nơ số 2, bộ này vải rất là đẹp nha chị Huyền Hò, bộ này vải đẹp cực kỳ luôn, thông báo nhẹ nhẹ rồi, lên bộ nơ sẽ nắp nha, có một bộ nơ gần giống gì nữa là bộ nơ sẽ nắp, dạ sẽ nắp nha, đây lên cho mấy chị bộ nơ sẽ nắp nè, chân váy quần thì cũng giống vậy nhưng mà bộ này thì xinh hơn, bộ này là bộ nơ sẽ nắp nè mấy chị, nơ sẽ nắp kèm số ký giúp em, xinh không? Mà em xinh mà em đứng hầm xinh nó cũng xinh nha, nơ sẽ nắp kèm với số ký 60 đến 100 kg, nơ sẽ nắp kèm với lại chân váy quần, kèm với lại chân váy quần có túi nha. Chị nào chốt nơ sẽ nắp, chốt giùm em nơ sẽ nắp kèm với cái quần váy ha. Chị nào chốt nơ sẽ nắp, chốt giùm em nơ sẽ nắp, nơ sẽ nắp, bộ này có size từ 60 đến 100 kg, nơ sẽ nắp, còn bộ kia là nơ, nơ nắp đang nơ nha. Rồi lên tiếp xả cho mấy chị một con quần hàng bơm, trời thì các bà đậu cha đó, em nói với mấy chị nó bơm toàn hàng đẹp không. Rồi eo 92, con này quần này 70 kg luôn nè, nơ sẽ nắp 65 kg là bộ ti đang cầm luôn á, chị Sáu Quỳnh mua cho con hả? Nơ sẽ nắp, em có áo khoác nha chị Tuyết Lan, áo khoác chỉ có 160 thôi, đợi em lấy nha. Bộ nào ti, bộ kia ti đâu rồi ti? Rồi nơ sẽ nắp 250. Ti là cái kệ ngay dưới chân cầu thang, nó có một cái hai cái cục áo khoác sọc đen, sọc xanh rêu và sọc đỏ đi xuống đây phối một cái. Nơ sẽ nắp 65 kg, size L có chưa? Của chị Sáu Quỳnh á. Rồi của chị Sáu Quỳnh. Quần này size dưới 72 kg nè. Quần này size dưới 72 kg sẽ 160 luôn. Ha. Vải thì coi, khỏi chê. Vải thì khỏi chê nha. Rồi em có bộ chữ N bay. Bộ này phân ra nè. Bộ chữ N. Bộ này 160 quý vị ơi. Bộ này 160.000 nha quý vị. Bộ chữ N. Trời ơi bộ này vải đỉnh lắm. Em nói thiệt là bộ này vải đẹp ơi là đẹp luôn. Bộ chữ N có size 60 đến 100 kg, nơ sẽ nắp size L bây ơi, là cái bộ dưới bao á, bộ dưới trong khoảng tệ nha, nơ sẽ nắp size L của hàng tròn. Chị chụp hình áo đầm lá đen em có thấy không yên? Dạ chưa, chị cứ chụp đi chừng nào em làm bill em nhớ thôi nha. Rồi 250 của hàng tròn. Bộ này bộ chữ N nè mấy chị ơi, bộ này 160 nha. Bộ này có size 60 đến 100 kg, bộ chữ N. Chị nào chốt bộ chữ N, chốt lên giúp giùm em bộ chữ N nha. Bộ chữ N. Hôm nay hàng cầm có lấy, có thấy cái thằng sơ mi về không hả? Tôi đưa em cái móc rồi không? Đầm này mới về nha mấy chị, đầm này có size 60 đến 100 kg, đầm sơ mi bò. Mấy chị coi phơm nè. Ôi, coi phơm một phát là em nói với mấy chị là hụt thì dầu Opelac luôn nha. Tay phòng cũng đẹp nha. Phơm sơ mi là em nói mấy chị khỏi chê ha. Phơm này khỏi chê luôn, mấy chị coi phơm sau nè. Nó sẽ có những cái, nó làm gì mà lâu vậy ta? Có biết không? Không biết thì kêu chị vô chị. Áo khoác nó bị áo khoác sọc đó, trên cái kệ đó. Áo khoác sọc đen, sọc đỏ và sọc rêu á. Đầm này có size 60, không biết thì phải la lên hỏi cho cái đứa lầm bẩm trong đó chi vậy không? 60 đến 100 kg nè. Rồi hôm nay lên cái đầm chữ N nữa nè. Mày riết mà mày dúng con bẫy rồi đó. Tay đầm chữ N thì 220 nè. Tay đầm chữ N 220 nè. Có size 60. Đầm này là mang giày thể thao lên là hơi bị đẹp nha. Đầm chữ N này mấy chị mang giày thể thao lên là hơi bị đẹp luôn. Dạ đúng rồi ba đứa. Cái sọc này nè. Cái cục đó nó có sọc đen, sọc đỏ và sọc rêu. Cái gì mà một nùi người mà lấy hàng lai mà lấy không được luôn trời. Áo khoác này chỉ có 160 thôi nha. Cái này hàng Quảng Châu về 160.000. Có sọc đỏ không? Rồi hiện bây giờ nó có sọc đen và sọc rêu mấy chị em, 82 kg nha. Nhưng mà con này đẹp ha. Dạ coi lại đầm nâu chị Huệ Phương, đợi em chút. Vô lại đầm nâu đi. Dạ có dung đen, chưa có dung đen chị Anh Thư ơi. Em chưa có dung đen. Dạ em chưa có dùm đen, qua tuần là chắc là 8 mẫu dùm về bỏ móc đèn quèo tuy nó mới lên phương tầm. Cái thằng này
là đầm sơ mi bò nè mấy chị ha. Đầm sơ mi bò có size 60 đến 100 ký. Rồi thả ra đi. Rồi đây nè mấy chị, áo khoác cái gì ở đây? Có một cục hay đụng đó, người ta nói tụi bay kiếm không ra, ta cũng chưa luôn á. Rồi đầm sọc, áo sọc nè, size 60 đến 83, 84 ký cũng vừa nha. Áo sọc có 160 ngàn, nó có sọc đen nè mấy chị. Nó có sọc đen, nó có sọc hồng, nó có sọc đỏ, và nó có sọc xanh rêu. Tôi sọc xanh rêu đi. Và nó có sọc xanh rêu. Chỉ 160 ngàn một con áo khoác. Chị nào chốt khoác chốt giúp chị em áo khoác ha. Em lấy là em lấy bộ chữ N y. À là bộ chữ N, hồi nãy size nhiêu ký ốc tiêu em lấy size gì? Bộ 160 đầu để đâu trên lầu à? Biết bộ chữ N không? Để từ từ nó đọc cái size đâu ông đầu, chưa hết ông đầu chạy à. Nó lanh quá cũng mệt thiệt chứ. Không có coi giảng mở xong có chung thu mà phone này thoải mái. XL đi. XL bộ chữ N, nó có bộ Dior nữa đó. Rồi các chị nào chốt áo khoác không? Chốt giùm em áo khoác nha mấy chị. Chốt giùm em cái đi, công tình nhỏ nó lấy lên tội nghiệp nó. Cột lại đi. Cột lại đi, cột lại đi cho Bi đi. Tóc đây. Áo khoác size 100 ký. Nếu mà chị Tâm muốn lấy áo khoác size 100 ký là phải lấy màu bò với màu đỏ, nó mới có size 100 ký. Bi đem hai con áo khoác hồi nãy lên màu bò với màu đỏ đó. À, nhưng mà Bi lấy hai con hai ít luôn đi, lên chốt cho chị Tâm luôn. Hỏi. Áo khoác sọc đen của chị Tuyền Trần nè. Dạ cảm ơn chị Tuyền Trần nè, hên quá. Người bán hàng vui tính dễ thương. Cảm ơn chị, trừ những lúc em chửi ra thôi. Còn lại là lúc nào cũng dễ thương. Chị Tuyền Trần 160 nè, nó một size à hàng ơi. Đợi đợi em đưa lên cho chị coi rồi em lấy. Tại vì hai màu, màu nào lên cũng đẹp hết đó chị. Lấy màu bò, màu bò đi. Lấy màu bò thôi. Từ từ nha. À, của hàng Trần một quả áo nè. Có chưa Bi, có chưa luôn. Cái này là hàng Trần nè, 160. Chị Thủy Dương nhiêu ký hả? À, khoác này nó free size chị. Bộ chữ N của ốc tiêu nè, 160 của ốc tiêu. 160 của ốc tiêu nè con. 160 của ốc tiêu. À, khoác sọc đen của Thủy Dương. Khoác sọc đen của Thủy Dương. Dạ, Thủy Dương 160 nè. Trời ơi, thiệt, chị nói thiệt với ốc tiêu luôn á. Hôm qua cái chị kia chốt bộ dấu phòng chị không có bán. Nói thiệt. Bởi vì qua cái chị gì chốt bộ dấu cộng em nhớ không? Coi Zalo của anh Phước lại á. Coi Zalo anh Phước lại á. Bộ N y á hả? Bộ chữ N hả chị? Đây này em mới hỏi. Bộ chữ N này thì sao? Mà vải đẹp lắm nha, chị đang mặc bộ này vải áo thích lắm luôn. Bộ này xưởng nhà em nè. Bộ chữ N. Thì giờ em đang cầm bộ tới 100 ký rồi. Đúng không? Nhắn tin cho chị đó đi, hỏi là chị có lấy bộ dấu cộng nó còn bộ tốt bộ mà em không để ý. Nè bộ chữ N này chị, bộ này 160. Và bộ này em có một bộ là bộ Dior nữa nha, đi trang luôn nha mọi người. Cái chữ hồi trước Dior và có viền tay Dior và cái quần Dior nữa chị. Đó. Nè em, áo khoác của chị Tâm, áo khoác này 60 ký, chị Tâm đừng lấy. Áo khoác này form đẹp lắm chị. Mà áo khoác này xưởng nhà em cho nên cái tay nè, may ra cái này là che được khi mấy chị định ra nữa. Mà vải mềm lắm chị Tâm. Chị có size chị Tâm thôi, đừng lấy size 60 ký. Lấy size chị Tâm thôi, lấy con này nè. Hả? Lấy size chị Tâm. Trước đó chị nghe tôi nói là khi nào mẫu này rồi chị nhắn chúng tôi, chị đã lấy rồi. Thì bây giờ nhắn đi. Rồi áo này cho chị Tâm 250 nè. Áo này cho chị Nguyễn Tâm 250. Áo này size 60 ký chị đừng mặc, tại vì form này nó không rộng, nó không phải form ôm vô người. Mà con chị mặc thì nó sẽ bị rộng đó chị. Hả? Con chị mặc nó sẽ bị rộng nha. Nó sẽ bị rộng. Đây là áo khoác đỏ nè. Con này xả cho mấy chị nè. Con này chị con này áo khoác này là áo khoác này xả cho mấy chị 100 ngàn nè. Con này 60 đến 80 ký. Áo khoác sọc đỏ. Cái này, mã này nó khác mã này nha. Mã này nó khác mã này nhiều ha. Rồi sọc đỏ 60 đến 80 ký. Xả cho mấy chị 100 ngàn đi. Bi lên lầu lấy cho chị bộ Dior này. Lấy cho chị bộ Dior này luôn. Ừ, lấy size L xuống cho khách coi. Rồi
Rồi chị nào chốt con áo khoác sọc này chị đã may mắn thôi chứ biết sao giờ. Còn con nè. Hả? Còn con. Ủa chị ốc tiêu sao? Ốc tiêu xả một bộ dấu cộng. Lấy áo khoác này cho chị Tâm nha, 100.000. 100.000 cho chị Nguyễn Tâm nè. 100.000 của chị Nguyễn Tâm. Có đồ trong ký nhiều lắm mà chị Hương, bên nhà em đầy. Bên nhà em nhiều mà nhìn mà đầy luôn. Cô nghĩ như như cho con bị dãy số điện thoại nha cô ơi. Hổm giờ áo đây nằm ở đây mà không biết luôn. Hổm giờ áo phun lai dông này nằm ở đây mà không biết luôn rồi mấy chị. Giá 60 đến 75 ký. 60 đến 75 ký áo đen lai dông này trời ơi hổm giờ không biết bán luôn. Thôi bán cho mấy chị sale 100.000 nè. 60 đến 75 ký. Con này chị con chị Nguyễn Tâm mặc được rồi nha. 60 đến 75 ký. Chị nào chốt 60 đến 75 ký, chốt con này thì chốt lên giúp giùm em 60 đến 75 ký. Bà nội cha hồi bữa giờ không biết có áo để bán luôn á trời. Rồi hồi bữa đó khách hỏi là Yên ơi cái áo này ở đâu mình không biết luôn. 60 đến 75 ký của chị Nhi Trương 100.000 nè. Nhi Trương 100.000. Để bộ đồ Dior đó. Nhi Trương 100.000. Mẫu nào lên cũng có size 100 ký nha. Chị nghe em like nha. Đen lai dông 6 quỳnh nè. 6 quỳnh 100.000 nè. Chị 6 quỳnh 100.000 nè. Ai ở Gò Vấp qua nhà em xin móc bóp đi nha. Móc nhiều lắm luôn. Rồi ai nữa mấy chị? Ai nữa giúp giùm em? Ai nữa giúp giùm em nè mấy chị ơi. Ai nữa giúp giùm em ha. Ai nữa giúp giùm em. Nhanh tay nền thì còn nha. Còn con. Còn 20. Còn con nghỉ hết rồi 20. Buồn thiệt chứ. Buồn thiệt. Ai có con size S nè. Có con size S size 60 ký nè. Ha. Chị Tuyền Trần 75 ký nè. Áo này tới 75 ký thôi nha. Chứ không nhiều đâu ha. Nó co giãn thì co giãn á. Rồi chị gì Tuyền Trần nè. Tuyền Trần 100.000 nè. Áo 100.000 của chị Đặng Hồng nè. Áo 100.000 của chị Đặng Hồng. Một cái này phải ế nè. Áo 100.000 của chị Đặng Hồng nè. Đặng Hồng 100.000 chưa? Hỏi tiếp rồi nó tốn tiền tiếp uổng. Đặng Hồng đi chưa con? Chưa. Rồi Đặng Hồng 100.000 nè. Rồi áo đen của chị Nguyên Phạm nè. Áo đen của chị Nguyên Phạm quận 12 nha. Ở bằng qua em lấy đi. Dạ chị Ngô Kim còn cái tay chị Ngô Kim lấy nha. Không mất rồi. Chỗ này còn gì? Rồi còn một cái của Ngô Kim nè. Còn cái Ngô Kim 100.000 nè. Dạ áo phun đen này chị không có vừa nha chị Nhung Lâm. Hết giấy. Rồi em giúp em thay giấy. Trong quá trình chờ thay giấy thì em lên cái bộ Dior và bộ chữ N nha. Hai bộ này là có size 60 đến 100 ký nè. Mà chỉ có 160.000 thôi nha mấy chị đây nè. Bộ Dior nè. Hơi bị đẹp nha. Hơi bị đẹp, phải đẹp lắm mấy chị. Phải đẹp ha. Phải co giãn mềm nha. Áo đen hết rồi chị Mai. Đây nè. Chừng nào gửi bill em gửi luôn nhé. Chị là gửi gì? Đây. Đóng thùng ship ra Nha Trang. Sợ tốn ship mấy chị thôi chứ. Tốn ship dữ lắm. Chứ em đâu có ship đâu nha. Bộ này là bộ Dior nè. Bộ này bộ Dior nè mấy chị ha. Bộ Dior này có 60 đến 100 ký. Chị Diệu. Chị Diệu, chị Hiền Diệu bộ Dior nè. Hiền Diệu bộ Dior 160 nè. Dạ. Để em lên đồ bơi cho chị. Kệ nó. Ờ chị thích kệ, kệ à. Bữa nào em đóng cho. Nha. Để em lên đóng cho. Để em đóng cho chị. Em chịu cho. Dior 65 ký đi ơi. Bộ tin lên lầu lấy một bộ Dior XL cho chị Trang Hoàng nè. Rồi lấy một bộ Dior tay L cho chị 6 quỳnh nè. À, có đồ bộ đang order quần lửng không có chị Hằng. Nhà em thì còn áo đá đỏ nữa đây. Còn cái hai cái. Một cái bao nhiêu ký được rồi. Có chị Hằng đợi em tí nha chị Hằng. Đợi em tí. Rồi Bi xử lý xong đó Bi lên Bi lấy hai mẫu đồ tắm cho chị nha. Dạ đầm chữ N đó 220 có size 60 đến 100 ký đó chị. Cái bộ Dior cũng có size 60 đến 100 ký nha. Bộ Dior cái bộ chữ N này cũng vậy nè.
L là của chị Sáu Quỳnh đó. Sáu Quỳnh đưa trước đi con, Sáu Quỳnh có bill chưa? Là vậy con đưa cô Trang Hoàng trước đi. Trang Hoàng XL. Dạ, bạn Hồng, chị lại là chị Từ từ, từ từ, đi ơi. Chị Sáu Quỳnh muốn đổi bộ này sang XL nè. Lên đồ đi chùa Yên ơi, không chị đi ngủ dạ cho em lên cho chị nè. Còn đổi XL đúng không? Lên đổi bộ này XL. Và lấy thêm một và lấy thêm một bộ hai à hai nữa bộ này bộ đi không lấy thêm một bộ XL với bộ hai cắt lên bên đây không dạ ok chị Mai Thoa nè dạ ok chị Sáu Quỳnh nè Sáu Quỳnh lấy XL cho con Mai Thoa là hai ha dạ rồi cái cô gì mới chốt hàng á cái cô gì mới chốt hàng đang nhắn tin kêu cô vô like lại đi cho em 5 phút chị cậu em bây giờ xuống gom tổng cộng 4 mẫu đi chùa lên đây đi bây. Em nói thiệt chị mẫu đi chùa là chị về chị mặc mê mẩn luôn. Rồi đây là bộ chữ N nè. Bộ chữ N nha. Bộ chữ N cũng có size 60 đến 100 kg ha. Bộ chữ N. Chị nào chốt bộ chữ N thì chốt lên giúp giùm em bộ chữ N nha, size 60 đến 100 kg. XL đâu? XL của chị Sáu Quỳnh. Rồi hay của chị Mai Thoa. Hay của chị Mai Thoa. Rồi má ơi đầm sơ mi mà bị bơm hàng nè. Đầm sơ mi size 65 đến 75 kg. Đầm sơ mi size 65 đến 75 kg. Đầm này 220, đầm này không có sale đồng nào đâu nha. Ê, cái con này nó gắn lộn size rồi nè. Dạ xin lỗi, đầm này là size 70 đến 85 kg. Thông báo là đầm này size 70 đến 85, 87, 88 kg 220. Chốt giúp giùm em đầm sơ mi 220 hàng Việt Nam xuất khẩu nha. À. Chị Đặng Hồng ơi, vào cho em xin địa chỉ số điện thoại chị Hồng ơi. À, em lên cho mấy chị bộ này nè. Dạ em lên cho mấy chị bộ này. Bộ này hổm giờ. Đây chị, bé nó đang lấy chị Lan. Lan đợi em nha. Chị Đặng Hồng sao không vô cho công ty nhắn mà cho ngoài này vậy? Mấy màu, mấy mẫu. Rồi lên bộ 4 bộ đi chùa nha. Cái này còn ít lắm. Chị ơi có quần lửng không vì bán ăn dạ. À, em có những bộ chín tấc tới size 100 kg á chị. Rồi lên bộ này cho mấy chị nha. Đây. Bộ này là bộ đi chùa nè. Em nói thiệt mà mấy bộ này mà mấy chị mặc lên một phát không đẹp kiếm ý. Kiếm làm gì thì từ từ hậu huệ tính sau. Thứ nhất là tay phòng mà là tay lửng nè. Thứ hai mấy chị thấy phối không? Mấy chị thấy phối màu đẹp không? Dior mà phối đẹp không mấy chị? Em nói thiệt với mấy chị mấy bộ này mấy chị mặc em nói bao ghiền luôn Dior nâu kèm số ký. Chị Kali đợi em thấy đây lấy cái đầm sơ mi này đưa lên cho chị Kali coi. Rồi bộ đi chùa chốt giùm em bộ mẫu Dior nâu nha. Dior nâu kèm số ký chị Lan, bộ này chị Lan mặc cưng lắm nha. Bộ này 85 kg chị Lan lấy phòng cỡ size XL là được. Đầm sơ mi không, đầm sơ mi chữ N kìa. Cầm sơ mi chữ N. Gì vậy con? Cầm sơ mi chữ N này anh chị. Có đủ size nha mấy cô ơi. Có size từ 62 đến 100 kg nha mấy cô ơi. Ờ, 220.000. 4 bộ 4 màu đi. Em biết luôn chị Tâm. Bây giờ xuống lấy 4 bộ 4 màu nhưng mà lấy size 2 vậy thôi nha. Bộ Dior nâu nè, xếp lại Dior nâu size L nè. Em nói mấy chị con kìa, nó nói chị là đổi size không đổi mẫu. Trả lời câu đó trước. Đổi size không đổi mẫu. Đây là bộ xanh ngọc nè. Đây là bộ xanh ngọc, bộ eo vì xanh nè. Em nói thiệt với mấy chị là cưng lắm nha. Em bán bộ này mà em tự tin với mấy chị luôn nè. Eo vì xanh nè. Nè về mấy chị coi cái vải lụa em may là vải lụa gì là biết được cái chất lượng vải lụa gì liền ha. Đầm sơ mi đầm chữ N phải không? Đầm chữ N hả Kali? Đầm chữ N size L của Kali nè. Size L của Kali 220 của Kali. Dạ bộ này là bộ eo vì xanh ha. Bộ Dior ha. Cái bộ này là còn được có 4-5 bộ nè. Bộ này em may đợt trước. Bộ này hồi bữa em về Phú Yên em mặc lúc mà em ra cúng nghĩa trang thai nhi. Bộ này chốt giùm em là lon đen nè. Bộ này còn ít lắm. Bộ này chốt giúp giùm em lon đen ha. Lon đen. Chị nào
cho chốt lon đen, chốt lên chết giùm em lon đen. Mà còn một mẫu cuối cùng là mẫu gì đây? Đây, mẫu cuối cùng là mẫu xích đen. Hôm nay làm sơ mi nâu về cũng đẹp lắm Sally ơi. Mẫu xích đen nó y chang là cái mẫu bị o đầu tiên á nè, mẫu xích đen. Đó, chị nào chốt mẫu xích đen thì chốt giúp giùm em mẫu xích đen kèm với quần đen nha. Đây nè, kèm quần này là tia. Đừng có bóc lộn. Đây nè. Dạ ok chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ quần đùi nha. Bây giờ Bi đang lấy, Bi đang lấy hàng của chị Tâm hả? Bé Lồng ơi, con biết đồ tắm để đâu đúng không chị, lên lấy đi con. Lâu ba hồi đợt con với chị Bi làm á. Đồ đi chùa thích đen. Dạ thích đen, chị Lan lấy màu này, chị Lan lấy đi. Dạ. Ngay cửa phòng, ngay cửa phòng của ông nội bước lên, nó có hai mẫu đồ tắm. Một mẫu là có tùng, một mẫu là yếm. Mà mẫu yếm nó thì nó có một lớp thôi nha. Mấy chị về phải mua miếng lót vô em sale cho mấy chị hết luôn nha. Nè đây là mẫu, đây là mẫu bộ caro nè mấy chị. Mẫu bộ caro quần đùi mẫu này thì chị nào mà thích thoải mái là mặc mẫu này là mê lắm nha. Đây nè, khi mấy chị mặc lên thì mấy chị cột cái dây qua bụng ha, kèm với lại quần đùi bộ này 220. Em một bộ có trăm ghế chị Ngọc Hương. Em một bộ gì đây? Em một bộ xích đen size. Bộ xích đen là bộ gì? À bộ xích đen size 80kg. Là bộ này là tiền. Đúng nói chị Bi lấy bộ này sẽ ít lên là đầm cổ yếm, tay sợ chị chụp hình bao nhiêu 280 chị Trinh. Một bộ xanh đi chùa, xanh eo vì của chị Mã Phương Loan phải không? Anh bước vô lấy ấy giùm em đi vậy. Mã Phương Loan 240. Mã Phương Loan 240. Đây nè, tờ giấy nè, 240. Rồi XL của Nguyên Thảo nè. Đi lên lấy Nguyên Thảo ghi 240 bỏ vô bịch. Rồi một bộ đi chùa nâu của chị Sáu Quỳnh. Sáu Quỳnh nâu. Rồi từ từ. Sáu Quỳnh. Từ từ. Cái đó Sáu Quỳnh 240 luôn. Xích đen của chị Lan phải không? Sáu Quỳnh. Rồi Sáu Quỳnh. Rồi lấy một bộ xích đen XL thôi cho Lan chồng. Rồi bộ này của chị Nguyễn Tâm 3 bộ bao 1. 1, chị Nguyễn Tâm 2. Chị Nguyễn Tâm chỉ có 3 bộ thôi nha. Có 1 bộ hết rồi. Mấy mẫu? 2 mẫu không con? Rồi chị Tâm 3 bộ, mỗi bộ 240 của chị Tâm. Coi giấy phải chị Tâm hết không vậy? Rồi bộ xích đen XL thôi. Rồi xích đen XL của Lan Trần rồi con, 240 của Lan Trần. Bây giờ bộ đi chùa có bộ nào sai bay gì đâu? Có. Tuấn kiểm tra bộ nào sai bay gì hôm nay. Chị cho coi những mẫu đồ phun mà quần lửng giống bộ chữ đi chị. Không có nha, chỉ có bộ chữ đó, bữa giờ em mới ra có mẫu đó. Em có bộ bộ chính tắc khác ha. Bộ chính tắc khác, bây giờ bộ chính tắc qua bỏ trong cái bao đem phòng nội thì tao chỉ lấy tay lờ xuống. Mấy chị đợi em nha, đừng hối nha. Bộ đang cầm 220 nha chị Diệu Hiền, nhưng mà bộ này vải đẹp lắm. Bộ này vải cực kỳ đẹp. Diệu Hiền 220, bộ này chị Hiền về thích cái vải lắm. Rồi Diệu Hiền 220 nè. Bộ này chị Diệu Hiền về cầm vải chị Hiền thích lắm. Chị mấy chị đừng hối em gì ạ? Đỡ cầm vô đó chứ. Sao vậy ạ? Đỡ chứ là tại vì bé nó không có ngực mà sợ nó bán hàng mà nó động lòng hoài. Nè bộ này size 3 của chị Ngọc Phương nè. Cảm ơn chị Ngọc Phương 240 lần đầu mua hàng em nha. Ở BB ở trên kệ nhà dưới có một cái bộ viền đen chính tắc nữa. Bộ có viền á, chính tắc. Rồi ok chị Hằng Trà Hẹn, chị Hằng Phạm Như Ký ha. Chị Hằng Phạm ơi vải co giãn nha. Bộ caro á hả chị, bộ caro. Bộ đó thôi con thì đừng lấy. Bộ đó 65kg trở lên thì đẹp chứ 60kg mặc rộng lắm nha, tại vì phơm đó phơm thoải mái. Đây là bộ chính tắc nè mấy chế ơi. Bộ chính tắc nè. Mấy bộ đây mấy chị mặc hàng ngày gọn gàng lắm. Mấy chị không tin mấy chị mua thử một bộ về mặc đi. Nhất là những chị buôn bán mà mấy chị hay đi chơi đi uống cà phê mặc bộ này cũng được ha. Hàng Phạm 100kg hả? Hàng Phạm 100kg sau này lấy vào lấy quần tay, hình như quần tay là tới 90kg thôi nha. Em nói chị Hằng đừng có từ hao nha. Tây ra sau đây đi kiếm giùm chị cái có một cái bao đầm này cái gì vậy Tây, hình như cái bao nó đưa lên phòng rồi đó.
cái bao màu đen để Bi đã kiếm, mày kiếm ra nè. Đưa lên thì Bi kiếm cái mẫu đó. Đây nè mấy chị, che chiếc quần này, mấy chị coi vải quần này ha. Vải quần rất là sướng luôn ha. Đúng rồi, vải quần rất là sướng luôn ha. Đó, cho nên là bộ, cái bộ chữ N đi du lịch có mặc có thường không chị? Dễ thương. Chị mang kèm đôi giày thể thao vô, dễ thương hình như em còn bộ chữ N nè. Em còn bộ sơ tay hiện nè chị. Còn bộ nè. Chị Hương mua mặc thử đi rồi biết cái chất lượng đồ nhà em ha. Em không có bán chạy theo bay mà cũng không có bán chạy theo thị hiếu như mấy đứa trẻ. Em bán cứ đầm đầm vậy đó ha. Đấy, đưa chị Bi kiếm cái đầm đó đi. Cái đầm đó bữa giờ không bán cho nên sẽ không biết đầm đâu. Đầm đó cũng có người đang đặt lên phòng hả? Lên phòng chị thử không có thì bắt đầu kiếm hả Bi? Rồi chị nào chốt bộ chín tóc cổ viền trắng 250 chốt giúp giùm em nha. À, bộ đó mà quần giả váy thì mua bộ. Bộ này mà quần giả váy mua bộ hả chị? Dạ không có quần giả váy, nó có bộ khác đó chị Huỳnh Hòa. Cái bộ nơ xẻ sao chị không lấy? Sao chị không lấy bộ nơ nó có quần váy á chị? Bộ nơ nó có quần váy chứ bộ này thì quần chín tóc. Rồi bộ quần chín tóc nữa nè. Đây là bộ quần chín tóc, hôm nay em xả cho mấy chị đồ bơi nha. À đây, bộ đây là bộ chín tóc viền trắng nè, mấy chị thấy form áo đẹp không? Cho mình số tài khoản mình chuyển tiền luôn hả chị Diệu Hiền? Chị Hiền Diệu cứ mua đi. Rồi tí xíu nữa khuya khuya em làm bill mà chị chuyển khoản em không kịp, và sáng mai chị chuyển khoản rồi em sửa bill chị lại ha. Đó nghe chị. Chị cứ yên tâm đi, chị cứ thoải mái đi mua đi đã ha. Buổi sáng em có live 12 giờ và tối 8:30 nha mấy chị. Nè mấy chị câu vải vùng chín tóc nè. Trời em nói thiệt, cái bộ này đẹp lắm chị Diệu Hiền, dớt bộ này nữa đi 240 bộ này nha. Vậy nào chốt bộ chính tấn này chốt giùm em 240 gì đó chị. Đó. Tiếp ra cái áo viền trắng nó lòi ra rồi. Rồi hôm nay là sale đồ tắm nha mấy chị, là xả 150 luôn đi. Bộ viền trắng. Bi ơi. Ờ Bi ở trên lầu rồi hả? Đi xuống mấy nhà dưới cho nó kệ nhà dưới bộ này nè. Size 2 cho chị Bi Bi. Bộ viền trắng. Rồi lấy cái bộ đó cho chị Nguyễn Tâm, chứ bộ Bi đang xếp á. Nguyễn Tâm. Bi Bi. Rồi lấy Nguyễn Tâm đi con, Nguyễn Tâm cho anh Ti bỏ vô cái Ti xuống lấy hai bộ đó. Về Ti lấy lên hai bộ hay nha. 250. Nguyễn Tâm nè. Đó đó. Đó. Phan rồi. Rồi đổi qua lấy hàng rồi. Rồi Ti Bi lấy giùm chị hai bộ chính tóc viền này hay gì đây? Đâm này nhiêu vậy? Bán cái áo còn quần kỳ lắm chị. Này đổi hả? À, chị Diệu Hiền này cao nhiêu rồi chị Diệu Hiền, lấy hai bộ hai hình lên đi. Sáng mai giao hàng chị trước 10 giờ nha. Ủa không biết chị Quỳnh Châu đi rồi mà. Lấy cho hai bộ hai cho chị Hoa. Châu còn ở đây. Trước 10 giờ không kịp đâu. Trước 10 giờ sao được cháu. À tới 10 giờ tụi nó mới nhận hàng đi mà. Trời đất ơi. Trời đất ơi, lấy bộ bay cho chị Hoa Sakura đi. Cầm này nhiêu vậy? 28. À, bộ đó hết size 2 của Bin Bin rồi nha. Hoa Sakura 240. Bay lấy bộ XL lên cho chị Diệu Hiền luôn đi. Diệu Hiền XL nè. Dạ, mấy 55. Chị Huỳnh Hoàng lấy gì? Chị Huỳnh Hoàng báo giùm em lại đi. Cái này là Hoa Sakura nè. 240. Rồi. Qua mở cửa tư đưa cho rồi một cái XL đâu tay Bi. Rồi cái XL cho chị Diệu. Dạ mai chị qua lấy hai cái là sao chị không hiểu. Rồi đồ tắm hôm nay xả nha. Đồ tắm là bữa em về biển khuyên em mặc nè. Cái con này thì có lót ở trong. Ở trong nó có một cái tùng để chụp vú nè. Nè. Ở trong nó có cái tùng chụp vú lại, ôm vú lại. Và ở ngoài nó phủ, nó giống như cái áo có tùng vậy. Kèm với chân váy quần. Bữa nay nhiêu? 256. Đây kèm với chân váy quần. Xả 150 nha. Bộ viền cho lên bộ viền chính tắt lại cho chị Tuyền coi. Đây nè mấy chị. À, xả 150, 250 nha. Chưa đủ tiền em may ra luôn. À, chưa đủ tiền em may ra luôn. Coi Nguyễn Trinh trừ gì lấy ra. Rồi còn lại nè, mở ra đi nè. Là một bộ này là bộ yếm, bộ đây mấy chị phải về mua hai miếng cút chú nha. Mà bữa nó đưa em cái bao cút chú em đem quăng mẹ. Bộ đây là bộ yếm nè mấy chị. Bộ này bộ yếm nha. Nhưng mà các em lại thích bộ này hơn. À, set tắm của chị Ngọc Châu nè. Set tắm của chị Ngọc Châu nè. À,
150.000. Còn cái thứ yếm này về mấy chị mua 2 miếng bút ngực, mấy chị bỏ vô, bữa nó đưa em 3 bút ngực em quăng mẹ rồi. Tính chưa? À, thế 8 yếm. Hai bộ đó, bộ đó để hai cái áo không lấy quần được không? Dạ không. Đây nè, đây là bộ yếm nè. Gì hả? 200 gì vậy, lấy gì vậy? Bộ châu trăm, ngọc châu 150. Cái này là set yếm nha, kèm với lại ở dưới cũng là chân váy quần. Mấy chị biết tại sao mà em lấy chân váy quần không? Để che cái mông á, lại che cái chỗ thịt thâm mình nè. Yếm tắm của chị Hương Nguyễn 150. Chị Hà lấy mẫu nè. Hai bộ tắm của chị Hồng Mỹ Chi. Chị Hà lấy mẫu nè. Và ai chút đồ tắm chút lên luôn ơi, em lấy luôn. Chưa có bán quần ôm chị Hương, nhưng mà chị Hương đợi em may cho. Mấy chị mà thích cái mẫu nào nhà em cứ báo lên đi, hoặc là nhắn tin riêng cho em, em kiếm mẫu em may cho nha. Đó. Rồi, chị Hà lấy cái bộ giống như em mặc nha, bộ có tùng nha. Bây ơi, lên lầu lấy chị Diệu Hiền lấy xích tắm. Là bé Lùng lên lấy 2-3 xích tắm xuống giống anh Ti đi lên. Đấy là bé Lùng lấy số 1 với số 2 vậy? 1-2 luôn á. Vậy bây dắt anh Ti lên lấy 4 bao xuống đây luôn. Lấy 4 bao xuống luôn. Chị không đi tập gym mà đúng rồi. Chị Hà lấy mã 1 không? Chị Hồng Mỹ Chi lấy 2 mã. Chị Diệu Hiền lấy mã 1 hay mã 2? Chị Tống Quỳnh lấy mã 1 hay mã 2? Em nói với mấy chị bao nhiêu lần rồi? Em cho kiểm tra hàng với mục đích là cái gì? Em cho mấy chị kiểm tra hàng với mục đích là coi thử đúng cái hàng mình đặt hay không, chứ sợ bị lừa đảo, đúng không? Mục đích của mấy chị kiểm tra hàng là cái gì? Mục đích của mấy chị là kiểm tra hàng là để coi thử chống lừa đảo, đúng không? Mà em cho mấy chị kiểm tra hàng xong mấy chị trả ship 20.000 đi về làm gì? 20.000 tiền ship là khi mấy chị mua đồ mấy chị mới chịu 20.000 tiền ship. Còn mấy chị mà tới kiểm tra hàng mấy chị không ưng, mấy chị không lấy em không bán hàng nữa ha. Bây giờ mấy chị mua mua yêu 5 triệu mà kêu yêu bán hàng kiểu đó là đéo nha. Nói một câu cho nó vuông vậy đó. Nhà sẽ tắm có tùng dũng của yêu mà. Tắm cái số mình là chăm ký là sao lớn chứ đúng không? Nãy ai chưa coi lại bộ tắm. Ai coi lại? Tại vì em nói với mấy chị là em là người bán hàng, không có phải chạy live stream, không có phải có nhân viên, thì mấy chị nhận hàng mà lỡ có chặt, ví dụ chị Diệu Hiền đi, chị nhận hàng cái bộ đó thì nó yên hơn, cái bộ này hơi rộng, em cho chị đổi số 1 size, ok, chị chụp cái bộ đồ cho Yên, chị nói ừ Yên ơi bộ chữ N chị bị rộng nè, em đổi cho chị 1 size, đó, là lần sau em sẽ đổi chị 1 size, nói chị ơi chị coi trên cái mũ là size gì em sẽ đổi cho chị 1 size. Hàng hóa mà tới nơi mấy chị không nhận, mấy chị đưa 20.000 ship, mấy chị biết ship đi ship về em mất nhiêu không? 70.000 một bill là ít, trời, mấy chị nói chuyện như đúng rồi. Bộ chính tắc hồi nãy ai đời coi nè. Ở dưới đây có kèm cái cài áo nha. Kèm với quần nè mấy chị. Rồi em trả bộ tắm cho mấy chị nè. Bộ tắm có tùng. Rồi bộ tắm có tùng cho chị Hồng Mỹ Chi, cho chị Hà Nguyễn một bộ nè. Rồi Hà Nguyễn một bộ tắm có tùng. Tắm có tùng của chị Hà Nguyễn. À, mấy chị coi cái đồng tiền ship mấy chị to như bánh xe bò, Hà Nguyễn một bộ nè. Rồi Hồng Mỹ Chi một bộ. Hồng Mỹ Chi nè, một bộ của Hồng Mỹ Chi. Năm rưỡi của Hồng Mỹ Chi. Kiểm tra cái áo với cái quần nha, Hồng Mỹ Chi một bộ. Có phần yếm. Rồi Hồng Mỹ Chi thêm bộ. Hà Nguyễn có giáo cái lùng á. Chị mua hàng mà mấy chị cái kiểu giống như ủa mấy chị mua hàng em mới chịu ship giá đó, còn mấy chị không mua hàng làm gì chịu ship 20.000. Một bộ của Hồng Mỹ Chi nữa nè. Một bộ yếm của Hồng Mỹ Chi nữa nè. Tết tắm của chị Diệu Hiền nè. Nói ra thì kêu sao mà mất lịch sự, ảnh hưởng tới những người lịch sự mà tiền sự mấy chị vậy. Tết tắm của chị Diệu Hiền 150 nè. Rồi tết tắm của chị Sáu Quỳnh 150 nè. Thì thật sự là mấy chị là cái người mất lịch sự trước luôn. Tết tắm của Sáu Quỳnh 150 nè. 150 nè. Mẫu trước không lấy mẫu yếm. Tết tắm có tùng dạ. Tết tắm số 1 đúng rồi. Tết tắm.
Dạ đây mấy chị xem sách tắm. Bày đặt bon chen may tổng cộng 5 lô tiết đồ tắm ra lỗ. Lỗ loài hén nữa. Đây mấy chị. Mấy, ở trên đây là có tăng đôi mấy chị thu vô được. Cái này là chiếc này hồi bữa em mặc em đi biển này, em đi đảo nè. Em nói mấy chị, nó chỉ lộ ngay cái bụng một cái đường này thôi, cho nên mấy chị mặc lên không có thấy, mà cái tùng này nó che nữa ha. Ở trong nó có cái miếng chụp vú nè mấy chị thấy không? Ở trong nó có cái miếng chụp vú nè. Cái gì vậy? 102 kg. Vừa. Ủa nó tới 105, 106. Nè kèm với lại cái chân váy quần nè mấy chị. Kèm với lại chân váy quần nha. Kèm với lại chân váy quần này để che những chỗ thâm trên mông, trên đít của mình đó mấy chị đây nè. Ha. Ở trong nó có cái quần nha mấy chị nha. Đó. Cho em xem xếp tắm. Rồi, chốt lẹ đi mấy chị. Chốt lẹ đi ha. Chốt lẹ cho anh Ti lực lượng anh em lên lại nè. Rồi bỏ lên kia thì lại tiếp đi. Nãy giờ chưa. Chưa xả không hàng bom luôn á trời. Rồi bộ này bữa giờ quên bán. Bộ ra bữa ra bộ này có size 60 đến 100 kg. Bộ này quên bán. Bộ này phải đuổi nha mấy chị. Bộ này 260. Vợ phèo nay có lên áo thun lẻ không? Mày muốn lấy mấy cái vợ phèo? Muốn lấy mấy chục cái? Có mẫu này thôi nha vợ phèo, 65 đến 100 kg. Có những mẫu vậy thôi. Áo thun thái mẫu phân rộng 140. Đó có những mẫu này ưng thì lên cho. Có mẫu phân rộng này nè, ưng thì lên cho nha vợ phèo. Đó 140 nha vợ phèo. Xếp tắm 83 kg của KT Vũ. Từ từ nha, thích cá tùng số 2. Đó, cái đó Ti đang cầm á. Thích cá tùng số 2 lấy cái áo với cái quần cho ba Tê Vũ. Mày lấy 5 cái đi vợ phèo. Vải thái này em đi kiếm cái lô này nó không ra. Nói thiệt luôn. Vải thái này đi kiếm cái lô này nó không ra nha. Lấy 5 cái đi. 5 cái 5 màu. Nó có set yếm nữa, mà set yếm nó không có mút đó Hòa Nguyễn. Rồi đây nha, bộ đuổi nha. Bộ này 260 nha quý vị. Bộ này có size 60 đến 100 kg. Ha, phải đuổi. Bộ này có em thích màu tối. Nè lấy con này. Con xanh đen nè bộ phèo. Lấy con xanh coban với con xanh đen nè. Nó được vài cái rồi bộ phèo ơi. Đó. Nè. Đó lấy ba con này đi. Xanh đen nữa nè. Lấy ba con này đi bộ phèo. Ba con này mặc phơm giống quần thích lắm. Em thích màu tối hồng là cái gì? Hay là mày thích màu tối hay thích màu hồng? Nè. Đó, con này là áo này là size 65 đến 100 kg nè, chốt giùm em áo đen. Con này màu đen nè, là loại da tao lòi đen con đen. Con đen, con xanh đen với con xanh đen. Ha, bộ đuổi size 70 kg của Nguyên Thảo. Bộ này để ở đâu mấy đứa ơi? Bộ này để ở đâu kiếm đi. Size L cho Nguyên Thảo 260 nè. Có hồng, có xám nữa. Bộ đầm đợi không có mấy gì. Gì vậy? Sao cái đầm đó không có mày? Đây không có bê nha. Kiểm tra kỹ chưa? Nhiều kịch á lộn nhiều tiền. Ôi chết cha. Chết cha rồi đúng rồi. Bộ đuổi nhiêu tiền chị? Sao? Bộ đuổi 260. Bộ đuổi lấy em màu gì? Lấy em màu xám. Từ từ nha. Bộ đuổi có chưa vậy Bi? Trời ơi bộ đuổi chưa đưa lên cái quần luôn á mấy chị, chưa đưa lên cái váy luôn á. Bộ đuổi là chân váy nha. Nó 5-6 màu lận để chị lấy cho. Mày không thích lấy màu tối không? Nè bộ đuổi kèm chân váy dài nè. Kèm chân váy có viền trắng nè mấy chị. Nguyên Thảo hồi nãy lấy một bộ rồi phải không? Em thích màu tối mà nó lấy màu hồng, màu xám. Đồ má con này nó cũng mệt dữ ta. Lấy bộ đuổi ba ịt cho vợ, cho cô Bo đi. Bộ đuổi ba ịt cho cô Bo. Đuổi đen 65 kg. Lấy một bộ size L cho chị Sáu Quỳnh nữa. Thun xanh đen của chị Hồng Nương. Dạ thun xanh đen của chế Hồng Nương nè. 140 ngàn. 140 ngàn của chế Hồng Nương nè bé Lùng ơi. Con đưa chị Hồng Nương trước đây. Hồng Nương.
thanh niên 104 nè. Đợi chút bà nội, má trùng trùng với cái chợ bán lồn, má từ từ đi má. Bộ đuổi của chị Sáu Quỳnh nè. Rồi ai giữ Sáu Quỳnh? Sáu Quỳnh 206 nè. Bộ đuổi 206 chị, đó là chân váy dài. Xã bộ đuổi của Nguyên Thảo. Không có tay hịt luôn. Bộ đuổi 206 nha, bộ đuổi thì phong cách của Cali á. 206 bộ đuổi. Không có hả? Gì? Cô bò không có thấy luôn á. Coi nó rớt vô trong á nha. Đen xám và xanh cô bò. Cái vải xám là cái vải đẹp nhất nha. Cái vải xám là cái vải đẹp nhất nha, vợ phèo. Rồi ba áo của vợ phèo nè, 104.000 con. Ba áo vợ phèo. Đưa cái bộ đuổi ở đâu rồi? Bộ đuổi này chốt cho Cali nè. Và nhiêu một cái vậy? 104, 420 ba cái. Rồi bộ này của chị Cali nè. Bộ này của chị Cali nè. Rồi lấy thêm bộ đuổi XL của chị Sáu Quỳnh nữa đi. Nè có đây nè, khỏi lấy đi anh. Khỏi lấy. Rồi chị Sáu Quỳnh bộ đuổi XL đây nè. Rồi con kiếm cho má, đợi chút xíu má vợ phèo. Nè Sáu Quỳnh nè, 260 Sáu Quỳnh nè. Đợi kiếm cho nè, cho con màu hồng nè. Thôi để kiếm hồng nè. Cho con màu vàng nai nè. Lấy con màu vàng này đi. Lấy con màu vàng đi. Màu đen hết rồi chị, cho con xanh đen được không chị? Lấy xanh đen đi chị. Nè thấy lấy xanh đen LA nè chị, hoa sakura. Lấy xanh đen LA nè, con này đẹp lắm. 104 của hoa sakura. 104 của hoa sakura. Dạ lấy 4 áo. Áo này là cung thái chị Thu, cho nên vải êm lắm nha chị Thu. Không lấy vàng lấy cái hồng. Lấy cái hồng này của vợ phèo nè. 104 của vợ phèo. 104 của vợ phèo. Sáu Quỳnh hai bộ, bộ L, bộ 65kg với bộ 75kg. Dạ 104 chị, áo này size tới 100kg được nha. Áo hồng của Hiệp Quỳnh. Cô đứt cục áo đó này chứ. Lấy hồng của ai nè? Lấy hồng của chị Hiệp Quỳnh 104 nè. Tôi 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 kéo cái áo này lên để từ từ đó nó bỏ ra đi. Lấy cái này xuống chị lấy áo chị bán xem. Lấy 4 áo của chị Anh Thư Nguyễn. Nè bốn áo của chị Anh Thư Nguyễn nè. Áo nai nè, áo xanh đen nè. Em lựa bốn áo dễ thương nha chị, không có màu trắng thôi nha mấy chị nha. Màu trắng là màu dễ mặc nhất nha. Và kiếm một con hồng rút nữa. Rồi bốn áo, bốn áo của chị Anh Thư Nguyễn nè. Bốn áo của Anh Thư Nguyễn 104.000 cái. Xin địa chỉ số ngồi đây. Chị có in hai tờ đó. Đó in ba tờ, bốn tờ luôn đó con. Rồi bốn tờ rồi. Mỗi cái bỏ một cái em. Coi giùm em áo lớn còn màu gì đủ màu chị. Màu vàng, màu xám, màu hồng cánh sen, màu xanh cuban, màu trắng. Em có vàng cờ Mỹ nè. Em có một con vàng cờ Mỹ. Ai chốt con không lấy màu hồng. Ai được của anh Thư không lấy màu hồng. Để anh Thư là già không lấy màu hồng. Chị anh Thư lấy vàng cờ Mỹ nha. Rồi, lấy vàng cờ Mỹ cho chị anh Thư đi. Vàng cờ Mỹ có 1 con nè. Đây có 1 con nữa nè, vàng cờ Mỹ. Không có đen chị Thư ơi. Không có đen. Vàng cờ Mỹ. Vàng cờ Mỹ có 1 con. Vàng cờ Mỹ. Không có đen đâu mấy chị ơi. Màu đỏ màu gì vậy? Đen xanh đen. Màu trắng của chị Hồng Ánh là có trắng chị Ánh rồi. Màu trắng là màu này mặc phơm giấu quần dễ mặc nhất nha. Tại nó phơm rộng á, chị sẽ không có thấy nó. 104 của Hồng Ánh nè. Em không lấy màu hồng vậy mà còn đọc không được nữa chị Thư. Chán nản cuộc đời ghê gớm. Màu trắng là màu dễ mặc đồ nhất nha. Nè em có con đen nai nè. Con đen nai chốt cho ai vậy? Con đen nai chốt cho chị Phương Nguyễn nè. 104 của chị Phương Nguyễn. 104 của chế Phương Nguyễn.
chú Hà nha. Chú Hà qua tin nhắn lỡ mà có lộn gì là em với mấy chị còn ngồi nói chuyện với nhau được á. À, cho nên là nhà em không gọi điện chú Hà, chỉ là em cũng không thích bán là cái kiểu bán xong rồi qua cầu rút giá đó, em không thích vậy nha. Còn cái tám lớn nhất, cái màu tám là cái màu mềm nhất nha. Màu tám là cái màu mấy chị dễ mặc đồ nhất luôn. Có tám đi. Đây là có tám. Có tám rồi chị. Cái tám là cái màu nhẹ nhất và mềm nhất luôn á chị. Rồi tám của chị Ngọc Hương nè, Ngọc Hương 102kg nè. Áo tám của chị Mai Thoa nè. Áo xám của chế Mai Thoa nè. Có bịch thôi. Rồi Mai Thoa 104. Áo xám của chị Mai Thoa 104. Rồi qua mẫu. Bởi em nói nhà em chỉ có tiền không có thôi mấy chị. Thiệt chỉ có tiền không có. Còn lại cái cô mẹ gì cũng có hết trơn. Lấy cái áo xám chị Quyên đi đi. Em có con áo xanh áo xám nhiều chữ của Thu Hào còn không? Em có con xanh đen đẹp nè. Ai chốt xanh đen đẹp, chốt thì đem xanh đen con chó. Lấy con áo xám nè, áo xám chữ LA nè. Áo xám chữ LA của chị à. À, không phải cái đó của Thu Hào là con cóc quen bên này. Áo xám của chị Nguyên Phạm trước nè. Con được áo xám chữ nhiều còn không? Cho con xanh đột chuối lên đây, dưới cùng. Có con xanh đột chuối nè quý vị. Con này ít nổi lắm. Có con xanh đọt chuối nè. Hàng hiếm. Con này hàng hiếm nha. Con này mặc với quần sọt mà hồi nãy em bán cho mấy chị 50 ngàn cái á. Là ok nha. Là ủa nãy giờ live mới có 10 giờ hả? Hả? Nãy giờ live quá trời mới 10 giờ mấy chị. Nói quá trời nói luôn. Dạ chưa. Gì? 1 giờ. 1 giờ chứ. Cái gì 11 giờ? Lời liên. Ừ, mấy ông bà muốn nghỉ sớm lắm. Mày là đầu đàn á. Mày là đầu đàn á, bảy đừng có hỏi tiền sáng mai tiền ứng đâu nha. Sám nhiều chữ không có, chị lấy sám này đi. Sám nhiều chữ hết rồi. Có quần sọt chị. Quần sọt 50 ngàn hết luôn rồi. Dạ rồi, cóc tao đây lại đi Ti. Ti lấy mấy cái này nè Ti. Ti treo lên bên này cho nó sơn tụ ít đi. Lấy mấy cái con áo lẻ nè. Lấy móc treo lên cho nó sơn tụ á. Trời má ơi. Má ơi. Nhờ. Nguyên ngày không làm gì luôn á bảy. Nguyên ngày ông ngồi cái từ mà qua giờ chưa ngủ được gì, qua giờ chưa ăn được gì, qua giờ chưa đi gì á. Tính qua làm mà ngủ đỡ có nữa. Biết là tôi qua làm không ai chơi với bạn á. Hỏi nha, mai rủ cái người liệu hồn tao. Để tao cày tao có tiền phải trả lương bi để đi học nữa nha Tây. Nha. Cô tiến hàng bom ấy. Cô tiến hàng bom. Bán hai cái áo này 100 ngàn nè. 80 ngàn áo bây giờ bán hai cái 100 ngàn là 60 đến 72, 73 ký thôi. Rồi bán hai cái 100 ngàn đi. Họ mất công mở nè. Chán thiệt cái chứ. Thiệt. Chán quằn chán hoài luôn á quý vị. Chán quần chán hoài. Hai con này 60 đến 70 ký nha, vậy mà đi bơm hàng nè. Hai con 100 ngàn đầm mà đi tiệc mặc cho đỡ mập. Chị mặc hàng Việt Nam xuất khẩu không? Không mất rồi. Hai cái 100 ngàn của ai vậy? 60 đến 70 ký thôi nha. Su Hào. Su Hào nè. Hai cái 100 ngàn của Su Hào. Mấy áo này sao chị nuôi phụng đồ mặc đường mà mấy chị đặt ta? Cho em xem bào viên. Cô bán gì bào viên? Để em xuống hút bỏ áo gì? Bộ viên. Bộ viên cái bào viên gì? À bộ viên. Đợi em chút mấy chị em đi xẻ nước cuốn con em đem áo cuốn hoa cái trong chị xẻ rồi bán cho em. Xẻ nước mắm. Gì hai cái bán thì là. Hai áo. Hai áo trăm ngàn. Ủa? Cái này bằng cái bộ không? Vậy nè. Giờ. 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 Giờ
chị đây là hai cái 100 hay là một cái 100? Hai cái 100. Bây giờ đây. Hai áo trăm ngàn quẹo lượng. Nhưng mà size 60-70kg thôi nha. Có những con tới 80-85kg. Nhưng mà thôi bán hai trái 60-70kg thôi. Ha. Con tới được lâu rồi. Gì vậy? Hai cái. Bán đại nha. Có cái tới 85-90kg nhưng mà bán đại hai cái 100 ngàn đi. Hai cái 100 ngàn, 60-70kg, hàng này đừng có nói đổi trẻ nha. Lan Thắng Tâm hai con nè. Lan Thắng Tâm hai con 100 ngàn. Hai con của Xuân đi chưa, mấy chị muốn lấy 4 cái, 5 cái, 7 cái gì lấy nha. Hai cái của Xuân đi chưa. Hai cái của Xuân đi chưa. Hai cái của Lê Thanh Vân. Hai cái của Lê Thanh Vân. Hai cái của Lê Thanh Vân, tôi hào có rồi. Hai cái của Nguyễn Trinh. Áo màu dễ thương lắm quý vị ơi. Em nói thiệt, hai cái của Nguyễn Trinh. Hai cái của chị Tuy Nguyễn thành phố. Hai cái của chị Tuy Nguyễn thành phố. Hai áo của chế May Khang. Con đường xưa em đi. Hai cái và hai áo của chị May Khang. Áo này là không có đổi trẻ nha. Hai áo của chị. Qua vậy May Khang. Rồi hai áo của chị Nông Phùng. Rồi hai áo của chị Nông Phùng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hai cái của Lê Thanh Vân luôn. Lê Thanh Vân hai cái à? Hai cái. Tinh đi trường nãy giờ có chưa? Hả? Tinh đi trường hai cái. Là của ai nữa? Lu Phùng có chưa? Kẹp gì? Kẹp đi. Rồi anh lại. Của ai? Của Phùng Nung. Gì Phùng Nung? Lu Phùng ở Phùng Nung. Mọi. Lu Phùng. Rồi ai nữa? Rồi, hai cái của Nguyễn Trinh có rồi. Cái này không có size 90kg nha. Xin đi chương. Bi kéo bi ấy hả bi? Bi cái xin đi chương rồi. Không lựa màu, còn lựa màu thì mấy chị cứ xả đi nha, em muốn cho lựa màu à. Vì chưa đưa Phùng Nu ra nè. Phùng Nu. Rồi đủ. Hai cái của chị Sâu Quỳnh nè. Thôi đưa đổi giùm cho cái chị gì Lan Thắng Tâm này đây. Hai cái của chị Sâu Quỳnh nè. Cái này chị Mai Tho không vừa đâu. Chị Sâu Quỳnh. Chị Đặng Hồng chốt bộ viền đen để. Bây giờ bộ viền đen là bộ đuổi đó hả chị? Để em cho chị Đặng Hồng coi lại à. Tên Sâu Quỳnh gì? Tên cho cô Sâu Quỳnh. Sâu Quỳnh phát chưa? Ừ. Lan Thắng Tâm đuổi chứ. Lan Thắng Tâm đuổi mấy áo hả? Ừ. Má ơi, mua hàng này rồi nó mát rồi. Lấy đen chứ lấy này đi. Thôi không bán áo này nữa. Để Đặng đầu lai xuống nha. Có cơm rồi. Cái áo của chị Vòng Ngọc hả? Vòng Ngọc không vừa đâu, đừng lấy nha. Lấy bộ A, bộ viền cắt nách thôi. Bộ viền cắt nách size của chị Đặng Hồng như ký. Bộ viền cắt nách nó còn cái size dưới 7-8kg là chị hết rồi. Hả? Hết rồi mấy chị. Tháng này mình nghĩ sao đi bán nó 50 ngàn. Mà biến bán luôn á mấy chị. Thiệt. Làm biến bán luôn á. Không, 60-70kg thôi. Nói chung là lựa một phát là 60-70kg là mấy chị chỉ có thích thôi. Có cái nó tới 8 mấy kg lận nhưng mà không biết cái nào. Nhưng mà không biết cái nào cho nên cứ bán đại đi. Hồi 75kg cho coi lại bộ viền đen đi. Nè con này tới 75-78kg nè. Nói chung là thanh xui á. À, thanh xui. Cứ 50kg trở lên nha. Áo này mấy chị lấy cho cỡ nào cũng thích á. Bây giờ cho chị lại bộ viền đen chính sắc đi. Có ở đây nè. Màu đen. Vợ phèo cho em đủ màu, lấy mỗi cái mỗi màu cho vợ phèo đi. 50 ngàn. Mỗi cái mỗi màu nè. Kem nè. Hồng ruốc nè. Xanh nè, xanh đen.
được người. Thôi tôi đi lấy cái này đọc rồi nè. Cái này màu này khó rồi nha. Con mã sọc nè, con mã tiếp nè, rồi bán cái của con bọt nèo. Rồi. 6 cái. 6 cái. 6 năm 300, con yên chưa? Rồi. Yên chưa? Rồi. Hai cái nữa của Lê thành công. Giờ biết con lựa ra. Hai cái 100.000 của Lê Thanh Vân. Hai cái của Nguyên Hảo. Giờ là coi như chọc rộng là tùy duyên nha. Chọc rộng là tùy duyên nha. Hai cái của Nguyên Hảo này. Màu dễ thương lắm mấy chị. Hai cái của Nguyên Hảo 100.000. Hai cái của Cô Bò. Hai cái của Lê Thanh Vân đâu anh đây đây. Lê Thanh Vân này, hai cái màu sáng của Lê Thanh Vân là tây. Hai cái màu sáng, cái kem với cái hồng lúa mà. Rồi hai cái này của Cô Bò nè. Rồi hết nha. Có cỡ em lấy 10 cái. Không. Có cỡ tao mày lấy không? Mày lấy gì nuôi giùm tao coi. Hai cái của Lê Thanh Vân. Rồi cất băng áo xuống nhà dưới ngay trước cái kệ. Pin pin lấy bộ pin trắng kìa. Pin pin bộ pin trắng hết tay. Rồi lên cho mấy chị bộ vuông xì 260 nha. Lên nha mấy chị, bộ quân xì 260 nha. Đây chị ba cái ba màu để chị cho chị Mai Thoa. Dạ ok chị Mai Thoa nè. Ba ba Mai Thoa ba cái ba màu chị. Đúng rồi. Rồi với cái đen rồi. Rồi ba cái ba màu của Mai Thoa nè. 150.000 của Mai Thoa. Yên chưa vậy? Rồi. Dạ lên nha mấy chị, bộ quân xì 260 nha. Bộ này nó mắc nó không từ cái vải quần nha mấy chị. Bộ này là ở trong là chân váy quần ha. Bộ vu xì. Chị nào chốt bộ vu xì, chốt giùm em vu xì này có size 60 đến 100 kg. Vu xì này có size 60 đến 100 kg. Ủa em chưa cho chị coi bộ viền đen hả? Dạ thôi em chúc chị đàn hồng. Á quên hoài luôn. Nè tung lai dông rất là đẹp nha. Bộ vu xì. Chị nào chốt bộ vu xì, chốt giùm em vu xì ha. Bộ tay ơi ta tở bộ viền trắng thôi. Mỗi màu một cái của chị Hiệp Hình nè. Mỗi màu một cái của Hiệp Hình. Bây giờ đây 4 màu 4 cái. Bộ vu xì của chị Hồng Thanh Nguyễn. Chị Hồng Thanh Nguyễn đây 260. Bộ này dễ thương lắm chị. 260 của Hồng Thanh Nguyễn. Hồng Thanh Nguyễn trước là đi. Hồng Thanh Nguyễn 260. Mấy áo này. Rồi 4 áo 4 màu của chị Thị Quỳnh có chưa? Chị Quỳnh 200 4 cái 4 màu này. Bây giờ xuống lấy bộ vu xì chị. Bộ vu xì giống như Bi đang xếp trên kệ sắt bên bộ trắng. Rồi đây là bộ chính tóc L cho chị Nguyên Phạm. Đây là bộ chính tóc nè mấy chị, vải co giãn rất là đẹp nha. Bộ này còn XL. Rồi bộ chính tóc, chị nào chốt bộ chính tóc chút. Trời vải quần đẹp lắm mấy chị, em nói thiệt vải đẹp lắm luôn. Rồi bộ chính tóc, bộ vu xì size L Nguyên Phạm. Chị nào chưa lấy bộ dấu cộng là tranh thủ lấy nha. Hôm nay chị Hồng Thanh Nguyễn lấy đầm này chưa? Rồi Nguyên Phạm bộ 12 nè. Bộ vu xì 70 kg, chị nào xuống lấy size L. Rồi đầm này đầm chữ N nè. Đầm này mấy chị mang giày thể thao là hơi bị đỉnh nha, có túi hai bên. Đầm chữ N. Đầm chữ N có size 60 đến 100 kg. Dạ ký không có nha. 100 kg chưa thấy đâu, từ từ chốt tiếp đi. Rồi cho bộ này XL. Bi ơi, bộ này còn XL không? Rồi lấy bộ viền trắng XL. Ti biết bộ này không? Cái nó luôn, gần gần đó luôn. Rồi cái này là của chị. Là lấy XL, Nguyên Thảo yên chưa? Nguyên Thảo. Dạ ok. Đầm chữ N của chị Hiền Trương XL ta ơi. Bóp giùm em cái đầm sau chị Hiền Trương 220 XL. Đó của ai? Hiền Trương. Hiền Trương 220. Là của Hiền Trương chữ N mà. Chữ N là cái đầm chữ N nè có. Đây nè. Đầm chữ N của chị Hiền Trương rồi. Chốt bộ này cho chị Đặng Hồng là 240. Chính tóc viền XL 240 của Đặng Hồng 75 kg. Dạ ok chị. Nếu mà chị nào mà chốt dài mà dưới 1m55 là phải nhớ báo em nha mấy chị. Bộ chính tóc còn bay không? Bi ơi, bộ chính tóc nó còn bay không? Mà để Bi nó còn không? Xuống kiểm tra. Dạ để tôi lấy. Tôi kiểm tra coi thử còn bộ bay không cho chị Thanh Loan nha. Dạ. Dạ hôm nay về mẫu đầm sơ mi lên tiếp hàng bơm nha mấy chị. Thì cái này lấy cho ai được rồi? Dạ,
có bộ nào mà được cái áo màu đen không? Có chị Sáu Quỳnh đó. Em nhiều lắm nha. Rồi Tý ơi, hết 400 kg rồi. Tý lên phòng của ông nội Tý quơ còn có 6-7 mẫu xuống, nhưng mà Tý lựa cái mẫu nào mà đừng có quần đen áo đen. Tý lựa mẫu nào quần này áo kia, bộ eo vì xanh 180 rồi vậy đó. Tý quơ mấy mẫu bây đi phụ ơi, nói nhiều mà. Thôi để lấy hai xuống. Xem bộ đuổi, xem bộ đuổi thôi chị, đây bộ đuổi nè. Từ từ trước khi lên xem bộ đuổi em xả cái quần này à. Quần này size 70-80 kg, quần này 250, xả 150 qua còn nè. Hồi bữa kia xả mà hàng bom về nè mấy chị. 70 đến nghĩ sao quần này mà đi bom hàng em mà tội nghiệp em dễ sợ luôn á mấy chị. Coi quần nè, cho chị nào 70-80 kg chốt cái con quần này 150 không rồi không lời 100 ngàn. À, xem bộ đuổi lại của chị Trang Nguyên, bộ đuổi mà có. Bộ đuổi có viền trắng hồi nãy á, cho đấy. Không, bộ này bộ chính thức rồi, bộ đuổi hồi nãy. Xếp lại để cái cổ trắng ra ngoài này cho biết. Bộ đuổi hồi nãy để đâu rồi Bi ơi? Hỏi Bi thử bộ đuổi nãy để đâu. Ác dương rồi. Dạ quần 150. 150 quần đâu rồi? Rồi 150 quần của Thu Hào nè. Thu Hào quần 150. 150 quần của Thu Hào. Rồi bộ đuổi nha mấy chị nha. Nghĩ sao mà quần xả nó cỡ đó. Cho em hai cái ngực chống tuột xanh 38 màu sáng nha chị. Hai cái ngực chống tuột màu sáng. Lùng lấy được cái tim ấy. Rồi bộ đuổi chân váy dài nè mấy chị. Bộ đuổi nha. Bộ đuổi chân váy dài có quyền viền trắng nha mấy chị. Áo dễ thương lắm. Áo dễ thương bằng của nội nha. Rồi chị nào chốt bộ đuổi chốt lên giúp giùm em bộ đuổi nha mấy chị. Đây. Bộ đuổi này có size 60-100 kg. Bộ này mặc sướng lắm. Bộ này mặc sướng cực kỳ. Bi lấy cho chị nói gì quên rồi, hai cái áo vú size 38 chống tuột và màu sáng cho chị Nguyên Hảo. Rồi lên bộ nha mấy chị nha. Rồi lên nha mấy chị bộ vu xì nè, quần lên nha mấy chị bộ vu xì, lên nha mấy chị bộ vu xì nè. Bộ vu xì là áo lai lông trắng kèm quần vu xì xanh nha, vải đẹp lắm. Bộ vu xì 38 còn màu này được không chế? Mất đen rồi. 38 màu này màu xám. Đây nè còn màu này giá chế nha, 38 hai con Nguyên Thảo này, hai con 160-320. Đợi em tí chị nè chị. Em có đọc rất là kỹ nha chị Xu Hào, tại vì em nói nhiều quá mà ngoài em nói 6 tiếng chịu nổi. Quần nó là 70-80 kg. Nói rất là rõ. Rồi bộ vu xì xanh, chân váy quần. Bộ này bán cho mấy chị với giá 250, có size 60-100 kg vu xì xanh. Hơi bị đẹp nha. Rồi chị nào chốt vu xì xanh, chốt giùm em vu xì xanh. Rồi đầm nè, lên đầm cho chị. Chị Thúy Nguyễn lấy đầm này mặc xinh lắm, 220. Hôm nay đầm bò về cũng đẹp, 220 đầm chữ N. Chị nào chốt đầm chữ N, chốt giùm em 220, có size 60-100 kg đầm này. Mang với giày thể thao là bao đẹp luôn. Đầm này mang với giày thể thao là bao đẹp cho mấy chị luôn ha. Rồi em lên cho mấy chị bộ vest màu kem. Bộ vest này 340, có size 60-100 kg. Vết này 340 nha, áo ngực đó. Áo ngực đó như tiền, áo ngực đó là áo ngực chống tuột. Là cái ngực mà khi mấy chị mặc đầm dây này nè, mấy chị mặc kéo qua không có còn dây, nó không có tuột. 160 chị. Cho một cái ý trên L của Thúy Nguyễn nè. Đầm N ý trên L của Thúy Nguyễn. Lấy cái size L cho chị Hồng Thanh Nguyễn luôn. Thúy Nguyễn thành phố N nên bé hoảnh mặt. Cái đó của hai con cộng rồi. XL cho Thúy Nguyễn bỏ vô. Rồi một cái size L cho chị Hồng Thanh Nguyễn 220. Đó, rồi, đúng rồi. Rồi cái size L cho chị Hồng Thanh Nguyễn có chưa? Rồi bộ này là ba, gồm 3 sản phẩm nha. Gồm một cái áo dài đen nè. Gồm một cái áo vest, gồm một cái quần tây nè. Gồm một con quần tây nha mấy chị nha, gồm một con quần tây. Dạ, và gồm một cái con áo vest màu kem ha. Gồm một con áo vest màu kem. Đây mấy chị ơi. Bộ này gồm 3 sản phẩm rồi, bộ này là 340. Thương nó lắm rồi, mình ngồi mình nhìn nắm túi không chớp mắt luôn. Rồi bộ xếp vest màu kem nè mấy chị, 3 sản phẩm. Gồm quần, gồm áo và gồm áo dây 340 ha. Áo ngực chống tuột có size 42. Một cái áo ngực chống tuột 107 nha em, 40. Lấy một cái 40 cho Lan Thắng Tâm, với một cái 42 cho chị Thanh Lo. Lấy thứ một cái cho mọi người về mặc thử đi chị con.
Gì vậy? Mày định xin cái gì nữa không? Hồi lấy màu đợi. Gì? Nè, dắt cái quần này qua rồi kêu lên đây đi mày. Tại con họ là lấy màu gì? Tự nhiên xin cái gì? Tao tưởng nó mày xin cái gì nữa cho. Cái sữa đập gì mẹ. Rồi lên cho mấy chị một cái bộ ép ép quần dài nha. Dạ không chị, màu màu đen hoài gì xuống hèo. Đen hoài không mớ hết trời. Đây, bộ ép ép 250. Rồi 42 của Thanh Loan, 40 của Lan Thắng Tâm, của FS nè mấy chị, con cái quần nè. Cái quần đó nó có bo chân đẹp lắm mấy chị. Cái quần nó có bo chân cực kỳ đẹp luôn ha. Quần FS. Rồi chị nào chốt bộ FS chốt giùm em 250.000 bộ FS nha. Cho em xem mẫu áo 100% mượn cái cầm cho rồi. Cái đó size gì vậy? Đúng rồi. Rồi. Dây, đúng không? Con bi lùng nó quýnh mày nữa, thôi lên làm bi lại đi. Áo ngực chống tuột là áo ngực này nè. Khi mấy chị mặc với áo dây, áo ống thì mấy chị mặc vậy nè. Mấy chị nhảy nguyên ngày, mấy chị mặc nguyên ngày, không bao giờ tuột ra hết trơn ha. Không bao giờ tuột ra nha. Rồi bộ FF kèm số ký giùm cho em. FF kèm số ký nha mấy chị. Ai kêu em like đồ, nhắn tin lên, comment lên cho em. Có động lực em like chút nha mấy chị, cầu nguyện em nha. Em cô đơn giữa dòng đời lạc lõng lắm nha mấy chị nha. Đó. Đấy, ai nói gì nói chuyện với em đi cho em đỡ buồn cái coi nào nha. Đây nè, áo vét 220, áo vét này tôi không hề sale luôn nha mấy chị. Áo vét này tôi bán thấy mẹ luôn á thiệt nè mấy chị. Coi form áo vét hàng Việt Nam xuất khẩu 220. Áo chống tuột lấy hai cái size 64 cái. Áo chống tuột của chị Phạm Hoa size 36 thôi nè mấy chị. Coi áo vét nè, 85 kg size 16. Chị nào 80-85kg chốt. Áo vest là phải mặc rộng nha mấy chị, chứ không phải áo vest này mà mặc ôm như vậy là không có đúng ha. Áo này mà mấy chị mặc quần sọt với áo dây cực kỳ đẹp. 220 của chị Thúy Nguyễn. Ủa em nhớ em để Thúy Nguyễn đâu anh? À Thúy Nguyễn em để áo vest chị rồi nha. Thúy Nguyễn em có để áo vest cho chị rồi đó. Đúng không Tân? Để cho chị rồi. Mém chút nữa em không nhớ là em. Áo vest này là size phải 80kg mới đẹp á. Thu Hào đừng lấy. Yến gì da vậy? 36 của chị gì qua nè. Ừ đúng rồi Phạm Hoa. Hai cái nha. Hai cái 36. Hai cái 36 320 Hoa. Một cái áo vú chống tuột size 42 của Mai Thoa nữa. Ừ chưa gửi đi đâu nhận. Tối nay đi hàng luôn chị luôn. Anh luôn của chị Thoa 160 luôn ha. Nè trời ơi, chị nào mà vừa thì hốt liền nha. Cái áo vest này là bao nhiêu người hỏi luôn. Chị Hồng Thanh Nguyễn hôm qua em có cái gu đồng của chị nè. Đây anh Tư lấy cho em cái bao đầm đồng à. Lấy cái mẻ đầm đồng size 12 cũng. Nè nó có size này à. Chị mặc rộng được thì chị lấy á. Nhưng mà vải đẹp lắm chị Thu Hào. Vải đẹp lắm luôn. Bây tối lên coi cái micro mua dùm cho chị đi bây giờ. Đâu hả? Em nói thiệt, hàng Việt Nam xuất khẩu mà về con nào, con vest nào là mê con đó mấy chị. Thiệt mà, nha. Áo vest này của vợ phèo được nè. Áo vest 220 của vợ phèo nè. 220 của vợ phèo nè thôi. Chị yên chưa vậy? Rồi chị Sáu Quỳnh một cái áo vú chống tuột size 38. 38 của chị Sáu Quỳnh nè. Anh Tư cái đó là của vợ phèo đó, đưa anh Tư đây. Đưa anh Tư cái đó anh Tư xếp cho. Rồi lấy cái chống tuột 38 nè. Hàng Việt Nam xuất khẩu thì bớt không được. Rồi đầm nè 300 nè. Hơi bị xuất sắc nha mấy chị. Ôi nói nè chị Hồng Thanh Nguyễn, em không có diễn tả được cái vải nha. Nhưng mà em nói với mấy chị cái vải nó đỉnh lắm nha. 300 đầm nè. Việt Nam xuất khẩu nè, mấy chị thấy form đẹp không? Trời ơi em nói thì cái form này là hơi bị đỉnh luôn á. Em mà có những cái lô đầm này là em hút hết. Em bán từ đây mới tới 1 quýt năm sau nó cũng còn bán được nữa. Là mẫu đầm này nè. Rồi chốt giùm em đầm mã đầm. Con này là của chị Hồng Thanh Nguyễn thích nè. Con dài. Qua tới ông gần tới ông Nguyễn á ha. Đầm này có size 12, 14, 16, 18 nha. Hồi này có mấy size vậy nha em đọc. Để cho like bộ này. Cái đầm sơ mi bò hồi nãy đó đi. Để mở ra một cái nào kìa. Dạ. Đầm size 12 của chị Phạm Hoa đi Tây ơi. Con đây à? Ừ. Thôi phải size 12 không? Cái
đó sao gì vậy? Cái sao 12. Rồi em lên con đầm sơ mi bò ngày hôm nay, đầm sơ mi bò 280. Mới về luôn. Lấy đâu. 12 của chị Thanh Hoa. Con đầm đó vải đẹp lắm. Chị Hiền Trương mặc size 14 hoặc 16. Rồi Phạm Hoa 300. Con đầm đó chị Hiền Trương mặc size 12, mặc size 14 hoặc 16. Rồi lấy đầm size 14 cho chị Hiền Trương nè. Lấy đầm size 14 của chị Hiền Trương 300. Để cho bán được gì chưa à? Tiếc quá em không vừa qua ba mất mặt đồng phục. Em đợi đi em, ngày mai ngày mốt em hỏi xưởng em được cái mẫu vest đó về chưa, cái mẫu áo khoác vest về chưa. Tại vì đợt trước em có dớt một con khoác vest của hàng Việt Nam xuất khẩu đẹp của em mới đưa xưởng em may. Em đợi coi em may em hỏi thử là nó đã về chưa chị Xuân nè. Dạ không chị. Dạ đầm này mới về ngày hôm nay nè. Chị nào vô xong sẽ chưa thấy đầm này nha. Chị nào vô xong chưa thấy đầm này nha. Đầm này là 280 ngàn. Đầm này có size 60-100kg. Chị nào 100kg mua mặc thử con đầm này đi nha. Tại vì đầm này em test gặp rồi nó sang lắm mấy chị. Đầm này ý riêng đã test gặp rồi và rất là sang. Đầm sơ mi vải không coi giãn vải lụa, nhưng mà ở sau này nó có chung thun. Mấy chị đừng có sợ chật ha. Đừng sợ chật mẫu này nha. Đó, không cần sợ chật đâu nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Dặn không nhớ Xu Hào ơi. Dặn không nhớ đâu. Không nhớ, không nhớ là sự thật nha. Không nhớ luôn á. Bộ gì đây ta? Nè của Bin Bin bộ này nè. Cái lồng đâu hả? Bin Bin nè. Nè Bin Bin bộ này 240 nè. Hồi nãy có tờ giấy Bin Bin còn không? Bin Bin 240 bộ này 2 in nè. Em có con quần tây nè mấy chị. Con này size 3 in. Con này size 3 in. Hồi nãy ai hỏi 3 in là hết nè. Size này 80-90kg nè mấy chị coi quần nè nha. Mấy chị coi quần này và quần này mấy chị lót cỡ nào cũng không lủng và không rách ha. Quần này hàng Việt Nam xuất khẩu. Yeah. Chị tự ghi đi. Bin Bin đâu có ở đây đâu in. Bin Bin thành phố đó. Rồi bộ này à, em quần tây này hồi nãy chỉ còn 1X là 60-70kg, 2X là 70-80kg. Và bây giờ lọt lòng về một con 80-90kg. Tại vì con này size này hết rồi. Cái này đâu này, nữa? Này thì cũng mấy cái kho nó kiểm tra đi. Kêu để chị Bi ha. Để anh Ti hút miếng thuốc rồi anh Ti đi lấy cho con. 240. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp gì đây? Tiếp có size 70kg không đi. Dạ đợi hàng xuống. Thằng May về nha chị. Thằng May về. Dạ Huệ Phương. Chị Huệ Phương lấy đầm này là hợp lý rồi. Chị Huệ Phương ơi. Tí anh Tư anh. Lấy đầm này size 3 thì cho em. Coi thử còn không? Quần tay mấy chị không lấy hả? Rồi để Phi nó cắt riêng ra cho quần này hết rồi nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Quần là cái quần tay đó có size 60-100kg nha. Wow, quần tay đó có size, quần đó là hàng Việt Nam xuất khẩu á. Rồi lên cho mấy chị một con đầm xanh nè. Quần tay thì này ít người lấy lắm mà tôi không hết thôi. Bán ủa đầm sơ mi hồi nãy ra có ai? Hồi nãy chị Tâm có lấy đầm sơ mi không ta? Ủa sao nãy giờ đầu like tới giờ tôi bán đầm bò đầy chưa? Không nghe thấy luôn. Không nghe thấy đúng không? Vậy có. Coi thử kiểm tra thử. Đầm này 280 bán thì 300 không hả? Con bé này ở đâu Bi? Xếp ở trên kệ nhà dưới. Sao vậy? Kệ nhà dưới. Đầm này có size nha, đầm xanh đen nha mấy chị. Đầm xanh đen có size 60-100kg. Bi Bi, rồi tiếp tục giờ lên đầm đi Ti ơi. Để coi thử con hàng bom không hả? Con qua live tới đâu rồi? Thôi đưa cái con đầm LV chị xã nha. Dạ 60-70kg đầm LV hàng xưởng nhà em nè.
có 60 đến 70 kg sale cho mấy chị 180, còn đúng con nè, còn đúng con LV nè, ăn hết rồi chị Huệ Phương, còn đúng con LV nha. Có chị nào 100 kg ở đây, chị gì 100 kg ở đây còn đầm thun 100 kg là chị nào muốn lấy không? Ủa gì đây nè, đây là cái bộ này Bi ơi, bộ này là bộ số 2 nè, chút Bi ship Bi bỏ nhà dưới nè. Thôi đừng hỏi đây bộ số 2 không nè, ship khỏi nhà dưới nè. Rồi đưa lại cái áo đó anh Tư. Xem kệ đầm nâu 3x hết rồi chị Loan ơi, em chưa biết ở đâu để ngày mai em hỏi kho được nó có giao đầm bay gì không vậy. Dạ bộ này là bộ nơ, mấy mất hai cái đầm rồi ha. Bộ này là bộ nơ nè, bộ này có size 60 đến 100 kg, bộ này dễ thương lắm nha. Bộ nơ chị nào chốt bộ nơ 60 đến 100 kg chốt giúp giùm em bộ nơ ha, em như hỏi thế. Rồi đầm Dior 280.000 bộ đó hả, nhiêu qua này 260. Rồi đây là bộ đầm Dior nè mấy chị, đầm Dior phải co giãn hàng xưởng nha em nha, đầm này có size 60 đến 100 kg. À, chị cũng có hàng bơm nữa hả trời, bộ đó bao nhiêu, bộ đó 250 á Thu Hào. Bộ nơ XL của Hiền Trương, bộ đó đó bị ship lên xuống dưới rồi xong rồi lấy cái bộ mà cái lùn mới bán á, ờ lấy XL cho Hiền Trương, rồi nhớ lấy cái bộ khác mắt lên luôn nha. Rồi đầm Dior thì phải có co giãn nè, đầm Dior phải co giãn nha, bộ nơ 250 Thu Hào mà bộ đó dễ thương lắm. Mày hỏi nhiều con tao muốn quýnh ghê vợ phèo. Gì vậy? XL hả? Phải XL. Phải XL của Hiền Trương, tại tao thấy chưa, mày chưa đi lấy hả? Nhiều. À, 250 của Hiền Trương. Rồi đi lấy gì vậy? Tôi lấy. Rồi lấy bộ nơ xỉ nắp. Được bà nội. Lấy bộ nơ xỉ nắp. Dưới nắp. Không. Ráng mở ra đi. Với lại lấy cái bộ mày mới lấy chân lùng mà chốt cái bộ tay L cho khách, nó bộ quần tay á, lấy lên. Với lại kiếm trên kệ nhà dưới dài bộ đẹp đẹp đem lên like nha Bi ơi. Đầm Dior size 60 đến 100 kg nha, đầm này 280, mà đầm này vải đẹp lắm. Đầm này chị hình như chị Bùi Thị Ngọc Trinh, chị hỏi đầm này là có mẫu khác nữa. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Chị nào muốn thích bộ đi nhậu được thì chốt ha. Còn khách kỳ cựu ăn ngủ ủi ở trên like không mà cũng bơm. Ấy có nhiều người nha, mua 8 piu không sao nha. Em nói thiệt, khách em mà có vấn đề gì yêu ơi, lỡ phụ hàng có dội về thì gửi lại cho chị nha. Hổng giờ là bà hoài chị đẻ to là dễ chịu lắm. Hoặc là yêu ơi, chồng chị bị té nằm mà chịu, lỡ phụ hàng có về là em nói thôi chị cứ lo gia đình đi. Còn có nhiều người á, các con nằm nó lên luôn đi tìm. Có nhiều người á mấy chị, họ bữa nay là em gửi giao hàng nhanh nó có ác, chứ ngày xưa gửi cù điện mù mù tâm tâm có người bơm lần 6 cục luôn, gọi phèo. Nhưng mà mình gọi điện cho người ta gọi điện cho người ta, chị ơi sao hàng không nhận, là nó đổ thừa cho bưu điện. Rồi mình gửi lần thứ hai rồi hàng dội gì nó vẫn đổ thừa bưu điện mà em vẫn còn tin nha. Tới khi lần thứ ba nó bơm tiếp thì lúc đó em mới không tin. Và em chửi nó thì nó giống như không có hề có cuộc chia ly với chị. Rồi bộ này nè, bộ này nó có cái tùng ở trước, bộ này đi nhậu thì thoải mái nha chị Hiền. Bộ này mặc xinh lắm, chốt giùm em bộ vàng. Bộ vàng này 240, bộ vàng quần dài 240, 240 bộ vàng quần dài nha. Chị nào chốt 240 bộ vàng quần dài chốt giùm em. Bộ này chị Hiền Trương chốt được nha. Có nhiều người bơm với lý do kỳ cục lắm, mình không có diễn tả được đâu, cho nên giống như làm dâu trăm họ thôi kệ mẹ. Nói do là 10 người bơm mà còn 90 chị thương thì em cũng mừng. Lấy bộ vàng XL phòng ông nội. Bộ này là bộ caro 260 nè, chân váy quần nha. Không ông nội em tư ý đến là bộ caro chân váy quần ha, bộ này kèm với áo đẹp lắm, nhưng mà bộ này 260 tại vì cái vải này nó mắc hơn nè. Bộ này 260 bộ caro chân váy quần chốt, bộ này xinh lắm nha. Bộ này mấy chị mang với giày thể thao hoặc sandal đi chơi là em nói mấy chị lúc chỉ mà đỉ luôn. À, chốt giúp giùm em là bộ caro ha, chị nào chốt bộ caro chốt giùm em. Và bên cạnh bộ vàng đó em còn bộ đỏ, dạ bên cạnh bộ vàng em còn bộ đỏ nha. Bên cạnh bộ vàng em còn bộ đỏ, bộ 260XL, bộ caro luôn. Gì in bộ vàng chưa dễ lùng? Bộ vàng 240 nè. Bộ caro XL 260 nè. Ở dưới có còn bộ gì đẹp đẹp đưa lên luôn. Rồi bên cạnh bộ vàng đó, nó có bộ đỏ y chang bộ vàng. Mẫu là cùng một mẫu nhưng mà vải thì khác. À, chốt trước giùm em bộ đỏ, bộ này là chia tùng rất là tốt. Bộ này chia vú đi nhậu rất là tốt nha, chia bụng cũng tốt nữa. Chốt giùm em bộ sọc đỏ ha, bộ này cũng có size 60 đến 100 kg, bỏ bình đi đây ơi, 60 đến 100 kg ha. Chị nào chốt bộ nào thì chốt lên giúp giùm em. Rồi lên tiếp cho mấy chị hàng xưởng nữa. Bộ vàng nhiêu tiền vậy? Bộ vàng 240 đang lấy hàng, bác Tư đang lấy hàng. Rồi lên cho mấy chị bộ sơ mi 250. Hơi bị xinh nha,
Bộ này mấy chị mặc đi chơi đi tiệc hơi bị xinh nha, bộ sơ mi. Đây bộ sơ mi đây. Ý Yên không những có hàng bơm mà hàng bơm rất là nhiều nha. Nhưng mà không biết nghĩa địa gì. Em cho một tối em bán 100 bill mà em có bơm 10 bill em vẫn được 90 chị thương lại dớt giác lại hết trơn. Không nghĩa địa với em. Rồi bộ này quần ống suông nè. Bộ sơ mi 260 ngàn, bộ sơ mi kèm số ký. 260 ngàn sơ mi kèm số ký. 260 ngàn bộ này là bộ này nếu chị Hương, chị Hiền Phương mà chốt là lấy size L được. Bộ này đẹp. Bộ này cũng 200, bộ này 250, 26 thôi nè. Nhưng mà bộ này vải đẹp lắm. Bộ cổ trắng nè. Bộ cổ trắng này chị Hiền Phương lấy size L được rồi. Nha bộ cổ trắng. Chị nào chốt bộ cổ trắng, chốt lên giúp giùm em bộ cổ trắng nha. Bộ cổ trắng. Bộ cổ trắng này 250 ngàn. Chốt giùm em bộ cổ trắng. Bộ vàng 240 hỏi chưa? Với lại bộ caro 206 hỏi chưa? Chốt giùm em bộ cổ trắng. Ủa còn ai coi live stream vậy? Ôi, còn bao nhiêu người coi live stream vậy? Bộ cổ trắng của Hiền Trương là 250. Rồi em lên bộ này là thế nào chị Hiền cũng lấy luôn. Dạ nói cho mấy chị mua phụ chị Hiền nha. Chứ chị Hiền chỉ mua mình tội chị. Bộ này chị đang mới nhậu về phải không? Rồi đây nè, đây là bộ nơ khuyết nách nè. Xinh lắm nha mấy chị. Bộ nơ sẽ nách xinh không? Ôi, nơ sẽ nách kèm số ký giúp em. Vải bộ này đẹp lắm. Nơ sẽ nách. Lấy bộ đó xanh lời rồi. Đấy nè, bộ đây là bộ nơ sẽ nách nè. Nơ sẽ nách nhiêu? 250 à? Nơ sẽ nách 250 luôn nè. Nơ sẽ nách kèm số ký 250. Nơ sẽ nắp kèm số ký 250. Lấy nơ XL lấy nơ XL cho Hiền Trương và nơ của vợ Phèo. Nơ sẽ nắp đúng không? Ừ. Vợ Phèo là 2X nha. Hiền Trương là XL. Em lo cho mấy chị một bộ ren chính xác. Bộ này mấy chị mặc lên cái cúp ngực đẹp lắm. Bộ này mấy chị mặc lên cái cúp ngực đẹp lắm. Chốt giùm em bộ chính xác 220. Chốt trước giùm em bộ chính xác 220 ngàn nha. Vải đẹp lắm nha mấy chị. Rồi bộ chính xác 220 ngàn. Chị nào chốt bộ này rồi đi ngủ chưa được đâu chị, chưa nha. Tranh thủ nào bộ này bộ chính tắc 220 nè. Như thế? Như thế? Đây này. Vỏ phèo 250 hay. Vỏ phèo 250 hay đúng không? Hay rồi. XL của chị Hiền Trương. Rồi xuống lấy cái bộ này chính tắc là bây. Bộ ren chính tắc hay là phát bên cái đồng trắng. Rồi lấy hay lên cho vỏ phèo luôn rồi. Vỏ phèo 220 con. Rồi bộ chữ N với bộ chữ Dior. Bộ này 160 gì ơi. Bộ này chỉ có 160 ngàn. Bộ này mặc đi nhậu maximum nha. Bộ ren em lấy XL thôi từ từ nha. Cái bộ XL á. Bây giờ cái bộ chính xác lấy XL cho vợ Phèo thôi. Yên chưa lùng. 220. Rồi lấy một bộ size L cho Hiếu Lê luôn. Rồi bộ chữ N này nè chị Hiền với lại mấy chị. Bộ chữ N chỉ có 160 thôi nha. Quần đẹp lắm. Quần đẹp vô số kể. Bộ này nó có bộ chữ N và bộ chữ Dior. Dior nó in chữ Dior ở trước. Và hai tay nó cũng có viền Dior luôn ha. Và bộ này có 160 nha. Vải đẹp vô số kể. Chốt giùm em bộ chữ N và bộ chữ Dior. Chỉ có 160 thôi. Nha. 160 nha quý vị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Bộ eo vì xanh đẹp vai. Em nữa. Cái gì em nữa? Em bộ chữ N ạ. Rồi bộ chữ N tôi đem bộ đây cho nên chữ N đây nè. Rồi tôi lên lấy cho bộ chữ hay cho bộ Phèo đi. N hay cho bộ Phèo. Rồi bộ LV bẹp vai. LV bẹp vai. Em còn một con túi đựng điện thoại hàng suy nhật 700 xe 350. Chị nào hốt thì hốt ha. Rồi bộ này mấy chị mặc cổ tròn cũng được nè. Lấy bộ N với bộ Dior cho bộ Phèo. Hai bộ hay tôi ơi. Đây nè. Mấy chị mặc bẹp vai gì cũng xinh. Bộ chữ N này 240 là bộ chữ bộ eo vì xanh 240. Rồi chốt giúp giùm em. Bộ này là chân váy quần nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Lên tiếp cho mấy chị đầm. Lên tiếp cho mấy chị đầm. Ngoài lỡ non vậy? Vâng, bây giờ điện đàn ông bắt máy không đó. Giờ đặt hàng tiếp á hả? Anh còn để tiêu lại đó. Rồi mà mấy anh xíu kêu là
Là bà này có kinh nghiệm bơm hàng lâu năm á. Bà kinh nghiệm lâu năm rồi, Tư Thanh. Em vì xanh, đưa em vì xanh lên tư. Xuống lấy bộ để XL đi. Bộ em vì xanh này size L của ai? Size L của Sâu Quỳnh này. Rồi xả đi, đưa qua đây. Hên quá cái mẫu đó, ngoài bắn lỗ đó. Bộ này là của size L, là của gì đó, VP luôn. Sâu Quỳnh. Sâu Quỳnh này 204. Rồi xuống lấy bộ đó đi, bây giờ. Rồi XL của chị Hiền Chương này. 204 của chị Hiền Chương. Bộ đi áo xanh. Đây. Cái bộ bẹp vai này hả chị? Cái gì vậy? Cái gì vậy Tuy? Em đưa cái này của này à. Đó của ai? Đọc tên lên nè. Sâu Quỳnh. Rồi. Bộ này là của chị Chương. Là chị Tú Linh lấy bộ này hả? Tú Linh lấy heo vì xanh hả? Phải không? Báo giùm em phải nha. Rồi hai bộ này của chị vợ Phèo nè. Một bộ ở A với một bộ N nè. 160, 160. Đưa cái hàng gì đó cũng bị gì bơm hàng nữa nè. 160, 160 hả nhỉ? Đúng rồi. Cái quần này nè. Lấy bộ LV đó size 2.4 anh. Bộ LV tư mới đây em. Em nói với chị là cái mẫu này hôm qua em có 30 cái, 3 bịch thôi mà em bán giá bị khủng. Em bán giá bị khùng á mấy chị nè. Mấy chị coi quần đen với xanh đen 60, 65 kg đến 90 kg. Mà em bán cho bả có 190 ngàn. Mà 10 cái tặng 2 cái. Thì thôi giờ em bán cho mấy chị 10 cái 10 cái tặng 2 cái bán cho mấy chị với giá 200 ngàn 200 ngàn mà bà nào hút được cái bì đây là túng mánh lớn. Tại vì hàng này không có. Hàng đó không có vậy đi. Rồi đây là quần mặt váy nè. Quần tì của vỏ phèo, đây là vỏ phèo bị trúng mánh rồi nha, 200. Nói thiệt. Rồi còn ba cái quần mặt váy, em có một kem nữa nha. Quần này 50 ngàn con. À, ba con 150 ngàn, ai dớt dớt giùm em. Ai dớt dớt giùm em nha. Ai dớt dớt giùm em ha. Dớt giùm em mà em mà cảm ơn. Tèo có thầy nè. Rồi, chị trang tỉ của mình tự. Ôi giời, nó có rớt bên trong. Dạ, hết rồi vợ Phèo. À, hết rồi chị Tú Linh. Ôi, rớt chứ không à. Rồi, lên cho mấy chị một bộ eo vì trắng. Lên cho mấy chị một bộ eo vì trắng nha. Bộ này size 60 đến 100 kg có size. Eo vì trắng mấy chị ơi. Bộ yếm nha. Bộ yếm giống như mấy bữa em mặc hồi lai. Eo vì trắng. Chị nào chốt eo vì trắng, chốt giùm em eo vì trắng ha. Rồi em đi ngủ kêu em chuyển khoản ra đi làm tối mai mới về. Ok em. Đây. Eo vì trắng. Chị nào chốt eo vì trắng chốt giùm em eo vì trắng nha mấy chị nha. Eo vì trắng. Lấy quần xì. Cái gì lấy quần xì? Cái mẫu đóng đầm tì nó lôi xuống rồi chứ không tội nghiệp không nó lôi mỏi lắm. Đầm này trẻ cho mình. Rồi xả cho con đầm 150 ngàn nè. Dạ 60 đến 72 kg. Đầm cổ đắp chéo đầm vàng. Xả cho 150 ngàn mấy chị. Vậy 62, 63 đó. Nhưng mà vải đẹp lắm nha. Vải giống như vải la dông đó nha mấy chị. Đầm vàng 60 đến 72, 73 kg. Xả cho mấy chị 150. Em có con đầm này xả 150 luôn nè. Đầm này size dưới 70 kg. Rồi xả 150 luôn, phải co giãn nha. Rồi xả 150 luôn ha. Xả 150 luôn. Rồi đầm này 280 ngàn. Bây giờ nói đầm này đầm beo xếp ly. Đầm beo xếp ly 280 ngàn. Đầm này có size nha mấy chị. Dạ
Dạ đầm này có đầm bi nữa nha mấy chị. Đầm beo này có đầm bi nữa, nó kêu biết đó. Đầm beo này có đầm bi nữa nè ha. Có đầm bi nữa, đầm bi xích ly. Dạ có đầm bi xanh nữa nha. Ôi đừng lấy nữa anh Tân ơi, mọi người nghỉ hết rồi. Nghỉ hết rồi để mai like cũng được. Mai tiêu chiêu lên. Rồi đi con đồ đi là, đi con đồ đi bé. Tí cái quần này ta ịt là tí khóc hay chứ không lộn nha. Trong bao một quỳ thay ịt á. Đây là quần váy là bỏ lên cái bao đồ lót luôn. Em lấy một bộ chân váy xanh áo thun lai dông. Em lấy một bộ chân váy xanh là bộ Gucci xanh đó hả? Em đi coi bộ này nha. Là bộ này có không Lê Thanh Vân không? Bộ này hả không Lê Thanh Vân? Đúng không Vân? Bộ này 250. 250 của Lê Thanh Vân nè. Điều ai? Sao vậy? Điều khách nhận nè. Thôi để Điều lên nha. Mấy dạ rồi, nghỉ nha mấy chị. Mai mình gặp nhau nha. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Cứ bắt like lên là có mấy chị. Bắt like lên có mấy chị là cuộc đời em nở hoa. Rồi, Bill chị nào mà muốn thứ hai gửi, Bill chị nào khách cũ mà ít Bill á, muốn thứ hai gửi thì nhắn cho em cái tin nha. Còn không thì cho em đi để em lấy tiền về em nhập hàng mới ha. Rồi, cái lần tới phiên bản của con. Bye bye mấy cô, hẹn gặp lại ngày mai. Chưa thì gì like, lúc nào gì like. Còn đó là đúng 8:30 like nha mấy cô ơi.